em vô luôn trời. Sao không cho em vô luôn? Chứ đợi phát cờ cái mình nói chưa kịp. Quý xin chào quý vị và các bạn đang đến với buổi xem livestream trực tiếp giải đua xe đạp nữ quốc tế truyền hình Bình Dương tranh cúp Biwa xe. Và đây là trận thi đấu thứ tư, xuất phát từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Đường dài là 110 km. Và chúng ta đang thấy thì trưởng ban tổ chức ông Ngô Văn Lui đang chuẩn bị phất cờ cho các vận động viên sẽ chia tay thành phố Bảo Lộc để tiến về thành phố Đà Lạt. Thời tiết sáng ngày hôm nay thì có thể nói là rất tuyệt vời. Nhiệt độ bên ngoài là khoảng 25 độ C. Sức gió là khoảng 5 km/h và độ ẩm là khoảng 80%. Một điều kiện rất thuận lợi để cho các vận động viên của chúng ta ngày hôm nay sẽ thi đấu đạt tính chuyên môn cao. Và như vậy là ông Ngô Văn Lui, trưởng ban tổ chức cuộc đua xe đạp quốc tế truyền hình Bình Dương tranh cúp Biwa xe đã phất cờ chia tay thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố ngàn hoa, thành phố Đà Lạt. Nhanh quá. Nhanh quá. Quý vị và các bạn thân mến, Quốc Quyền xin chào quý vị và các bạn đang trở lại với buổi xem livestream trực tiếp giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương tranh cúp Biwa xe lần thứ 13 2023, và đây là trận thi đấu thứ tư. Tổng chiều dài là 110 km, xuất phát từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Và trận thi đấu ngày hôm nay sẽ là một trận thi đấu hay và kịch tính vô cùng, khi mà các vận động viên của chúng ta sẽ chinh phục với một cung đường dài là 110 km với nhiều ngọn dốc liên tiếp. Và đặc biệt là ngày hôm nay các vận động viên chúng ta sẽ thi đấu chinh phục ở ngọn đèo Mimosa để tranh chấp ở thứ hạng điểm cho nữ hoàng leo núi. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì cũng có hai mức xuyên giải thưởng dọc đường. Giải thưởng dọc đường đầu tiên sẽ là ngay tại thị trấn của Di Linh, sau xuất phát là 36 km. Và điểm xuyên thứ hai là ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, là sau xuất phát là 82 km. Như ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy được những pha bứt phá và cũng như tìm ra các nhà leo núi và cũng như ứng viên sáng giá cho áo vàng và cũng như là đồng đội. Xin điểm lại tổng sắp sau 3 trận thì trên điểm
tổng sắp sau 3 trận thì vận động viên Samgat Perin của Thái Lan là người đang tạm thời mặc áo vàng và hơn với người xếp thứ nhì, đó là vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai của tập đoàn Lộc Trời An Giang là 4 giây và hơn với vận động viên Soko của Biwase là 4 giây và hơn với vận động viên Bùi Thị Như Quỳnh của Biwase là 8 giây và hơn với vận động viên Zubi của Malaysia là 9 giây. Về đồng đội thì tổng sắp sau 3 chặng thì đội tuyển Biwase là người tạm thời dẫn đầu và hơn với người xếp thứ nhì là tập đoàn Lộc Trời An Giang với 9 giây và hơn với đội xếp thứ ba đó là tuyển Thái Lan với 5 phút 7 giây. Về áo xanh thì vận động viên Jutatis là người vẫn đang tạm thời tổng sắp sau 3 trận với số điểm trọng tài của mình là 35 điểm. Và người xếp thứ nhì là Nguyễn Thị Thu Mai của tập đoàn Lộc Trời An Giang là 31 điểm. Và xếp ở vị trí thứ ba là vận động viên Zubi của Malaysia với 28 điểm. Còn trên điểm áo trắng thì vận động viên Lâm Thị Thị Dương của đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh Vinama là người đang tạm thời mặc áo trắng sau 3 trận và đang hơn với thời gian người xếp thứ nhì là Genji của Malaysia với 5 phút 10 giây. Về điểm áo đỏ thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã chứng kiến được màn so tài kịch tính của hai vận động viên đó là Samgat và cũng như là Soko. Tuy nhiên chiến thắng đã thuộc về vận động viên Samgat Perin của Thái Lan, đã là người về nhất ở đỉnh đèo Bảo Lộc và mang về cho mình là 30 điểm. Và người xếp ở vị trí thứ nhì trên điểm áo đỏ đó là vận động viên Soko Kashiki của Biwase Bình Dương với 25 điểm. Và người xếp ở vị trí thứ ba đó là Nguyễn Thị Thu Mai của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang với 20 điểm. Đó là tổng sắp sau 3 trận mà Việt cũng đã điểm qua cho chúng ta được biết. Và như vậy là các vận động viên chúng ta đã đi qua được 3 km đầu tiên. Và sau khi qua 3 km đầu tiên thì chúng tôi đã thấy đã có vài vận động viên đã tổ chức tấn công, đặc biệt là đến từ ekip của đội tuyển Vinama Thành phố Hồ Chí Minh, đó là Nguyễn Thị Yến Nhi. Vậy là các vận động viên đang đổ ở ngọn dốc rất dài, chính vì thế đang đẩy lên tốc độ rất cao. Như vậy đã nói thì trận thi đấu ngày hôm nay là trận thi đấu mang tính chất quyết định ở bảng tổng sắp chung cuộc, vì các vận động viên sẽ thi đấu qua ở cùng đường từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là một cung đường rất khó chịu, đầy những con dốc và cũng như đặc biệt là leo ở ngọn đèo Movisa. Và mọi người ơi, chúng ta đã vào xem rồi thì rất mong muốn chúng ta hãy like và chia sẻ đoạn livestream lên thật nhiều để chúng ta gửi đến những hình ảnh và diễn biến cuộc đua sắp đang diễn ra kịch tính và gây cấn ngay ở ngọn dốc tiếp theo. Và cũng như đặc biệt là ngày hôm nay các vận động viên sẽ chinh phục ở ngọn đèo tiến về thành phố Đà Lạt, đó là ngọn đèo Mimosa có chiều dài là 10 km. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy những màn so tài kịch tính tranh chấp ở điểm đèo dành cho danh hiệu nữ hoàng leo núi. Và đặc biệt là ngày hôm nay nữa, đó là cuộc chiến của áo xanh với giữa tay đua Jutatis của Thái Lan và cũng như là Nguyễn Thị Thu Mai của tập đoàn Lộc Trời An Giang. Chỉ có thể nói là khoảng cách của hai vận động viên này chỉ là 4 điểm mà thôi. Nên nhớ là trận thi đấu ngày hôm nay là trận thi đấu có đường đèo, đặc biệt là 10
km đèo, cách đích chỉ còn lên đỉnh đèo chỉ còn khoảng 2,5 km mà thôi. Chính vì thế chúng ta cũng dễ hiểu khi mà vận động viên Vũ Tất Tích là một trong những vận động viên không có sở trường về leo đèo. Tuy nhiên, ngược lại thì đối với vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai là người có khả năng leo đèo rất tốt và có khả năng nằm trong top 3 hàng đầu và cũng như nằm trong top 10 để có số điểm. Và như vậy là chúng tôi đã thấy vận động viên người đã nổ pháo súng tiếp theo, đó là vận động viên Lâm Thị Thị Dương của đội Winamata thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì Lâm Thị Dương có thể nói là thi đấu rất hay, vì cô đã xuất sắc về trong top thứ nhì và đồng thời cô đã nâng với thời gian của mình lên, bỏ xa với vận động viên người xếp ở vị trí thứ nhì với khoảng cách phải nói lên đến 5 phút 7 giây, đó là vận động viên Senji của Malaysia. Và ngày hôm nay thì ban tổ chức của chúng tôi vẫn có những game mini cho quý khán giả xem và cũng như là dự đoán. Và ngày hôm nay thì Việt sẽ đưa ra câu hỏi cho quý vị sẽ dự đoán trúng một chiếc nón trị giá 1 triệu đồng do công ty cổ phần Vòng Xanh là nhà phân phối chính thức độc quyền thương hiệu xe đạp xanh tại Việt Nam trao tặng. Và câu hỏi này sẽ được chúng tôi đưa ra sau khi kết thúc ở bức sprint đầu tiên. Và quý vị chúng ta nên nhớ là hãy nhớ vào xem và cũng như là like và chia sẻ. Và đặc biệt là chương trình Game Mini của chúng tôi sẽ áp dụng trên trang fanpage của VTV Thể Thao. Quay trở lại với diễn biến trận đấu đến thời điểm này thì đã có một top nhỏ lẻ đã vừa tách ra, gồm khoảng hơn 5 vận động viên. Và mọi người ơi, chúng ta đã vào xem rồi thì rất mong mọi chúng ta hãy like và chia sẻ đoạn live stream cho thật nhiều nhé. Một lần nữa thì Quốc Việt rất mong mọi người hãy giúp Quyền một tay ngày hôm nay đạt 2k lượt xem nha cả nhà nhé. Nói là thời tiết sáng ngày hôm nay rất tuyệt vời. Như Việt đã cung cấp thì bên ngoài là nắng nhẹ, nhiệt độ là khoảng 25 độ C. Sức gió là khoảng 5 km/h và độ ẩm là khoảng 80%. Rồi, một lần nữa xin chào bạn hệ hộp thư hệ thống nha. Xin chào Thiên Phụng nha. Như vậy là đã có một top nhỏ lẻ cũng đã vừa bứt phá đi ở phía trên. Và chúng ta sẽ đợi trong vài phút nữa đó là vận động viên nào đã vừa tách ra khỏi nhóm đông. Chắc chắn là những mét đầu tiên như thế này thì đa phần đều là những vận động viên không nằm các thứ hạng cạnh tranh về áo vàng, áo đỏ cũng như là áo xanh sẽ dễ dàng để thoát ra đi. Rồi, xin chào bạn Thanh Tri Nguyễn nha. Rồi, xin chào bạn Giang Bin nha. Rồi, mọi người đã vào xem rồi thì hãy chia sẻ cho S cho mọi người ơi. Rồi, xin chào Long Salaba nha. Chia sẻ đi mọi người ơi. Xin chia sẻ với bạn Long Hoàng là lên Đà Lạt sẽ leo đèo Mimosa cho bạn nha. Và một thông tin Quốc Việt cũng xin thông báo là quý vị được biết thì năm nay giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Bi Qua Xe thì lộ trình từ thành phố Bảo Lộc lên thành phố Đà Lạt thì ban tổ chức sẽ cho các vận động viên thi đấu trên cung đường đèo Mimosa, do là đường đèo Ren đã đóng lại sửa chữa. Chính vì thế cuộc đua xe đạp năm nay sẽ chinh phục đèo Mimosa. Có thể nói là đã rất lâu rồi các vận động viên xe đạp mới được chinh phục trở lại cung đường đèo Mimosa.
với tổng chiều dài là 10 km. Như vậy là chúng ta đang thấy vận động viên áo trắng Lâm Thị Thị Dương đang có mặt ở trong nhóm vận động viên đang đi đầu. Và chúng ta đang thấy thì đó là bốn vận động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông. Có thể nói là vận động viên Lâm Thị Thị Dương đã thi đấu rất hay ở các chặng vừa qua. Và sáng ngày hôm nay thì cô vẫn đang đạt được phong độ rất tốt. Và dẫn chứng là cô đang có mặt ở trong nhóm đi đầu. Rồi, cảm ơn Long Sarabai đã chào Việt và chúc S nhiều sức khỏe và tỏa sáng cùng đam mê. Ok, cảm ơn anh trai nha. Lái xe an toàn nhanh nha. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được cả đoàn đông ở phía sau. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng và cũng như những pha bứt phá của các vận động viên nữ lên những con dốc và đặc biệt là ở ngọn đèo Mimosa. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy chờ xem là liệu ekip của đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay có bảo vệ được chiếc áo vàng cho vận động viên Samrat Ferin được hay không. Nhưng ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy thì vận động viên Samrat Ferin của đội tuyển Thái Lan đã thi đấu rất ấn tượng. Khi diễn biến vào nửa đèo thì cô là người làm việc rất tích cực và lôi kéo Soko từ giữa đèo cho đến khi về đích. Và chiến thắng lại thuộc về vận động viên Samrat Ferin. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy chờ xem với một cung đường đầy những con dốc và một con đèo hùng vĩ đang chào đón các cô gái của chúng ta thì ngày hôm nay sẽ điều bất ngờ xảy ra được không, khi mà các cô gái của đội tuyển Thái Lan đang thâu tóm mọi danh hiệu như là áo vàng, áo xanh, áo đỏ. Rồi, một lần nữa thì xin chào quý vị khán giả nha. Rồi, xin chào anh Long Hoàng, xin chào anh Minh Tiến, xin chào anh Nguyễn Tâm, xin chào anh Mai Khánh Sơn nha. Mọi người đã vào xem của trang Bi Qua Xe thì hãy like và chia sẻ cho S nha. Và cũng như là trang liên kết của BTV Thể Thao, Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam, trang Silent News và trang Facebook của Giant International. Rồi, xin chào anh Tùng Long Vịt nha. Như vậy là liên tiếp chúng tôi lại thấy sự xuất hiện tấn công của các vận động viên đến từ đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, đó là Lâm Thị Thị Dương. Tuy nhiên mỗi bước và cũng như là mỗi cú bi đan của vận động viên Lâm Thị Thị Dương đều tạo ra tốc độ, thì ở phía sau các vận động viên của đội tuyển Bi Qua Xe đã bám rất nhanh. Chúng ta cũng được biết thì khoảng cách của hai ekip đội Bi Qua Xe hơn với đội tập đoàn Lộc Trời An Giang ở giải đồng đội chỉ là 9 giây mà thôi. Chính vì thế chúng ta đang thấy thì đội tập đoàn Lộc Trời An Giang họ đang dùng dãy đã tổ chức tấn công. Rồi, xin chào bạn Nguyễn Thắng nha. Rồi mọi người ơi, hãy chào lại BS đi nha. Qua đây. Chúng ta đang thấy thì các vận động viên đã đẩy lên có thể nói là tốc độ rất cao ở trong top sau, và đa phần đều là những vận động viên đã dồn sức tấn công đến từ các ekip của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và chính vì thế là các vận động viên ở phía sau họ đã bám đuôi kịp và liên tiếp đã đẩy lên tốc độ rất cao.
ta đang thấy thì đây là hình ảnh của vận động viên số đeo 12 là Samrat Perin của đội tuyển Thái Lan. Vận động viên này đã xuất sắc ngày hôm qua thi đấu cán đích ở đỉnh đèo Bảo Lộc và về nhất ở trận đấu thứ ba. Mặc dù là chúng ta ngày hôm qua đã thấy là vận động viên Soko của đội tuyển Bi Qua Xe đã đeo bám từ giữa đèo cho đến khi về đích, và sau đó là vận động viên Soko đã tung ra nước rút ở mét cuối cùng, tuy nhiên vẫn không thắng được vận động viên Samrat Perin. Như là chúng ta đã thấy thì vận động viên Samrat Perin phải nói là rất mạnh. Có thể nói là đến thời điểm này thì các vận động viên đã thay phiên nhau tấn công từ những con dốc, và chính vì thế đã đẩy lên tốc độ, có thể nói đó nói là duy trì lên là sắp xỉ hơn gần 50 km/h. Đây là hình ảnh ở trong tấp đông các vận động viên đang đu bám ở phía sau, và chúng ta đang thấy thì áo vàng, áo xanh, áo đỏ vẫn đang nằm ở trong tấp này. Từ lúc xuất phát cho đến thời điểm này thì đa phần việc chủ động tấn công từ phía cô đội tập đoàn Lộc Trời An Giang, họ luôn cố gắng để có một khoảng cách. Tuy nhiên mỗi bước đà cũng như là cuộc tổ chức tấn công của họ thì đều luôn được kiểm soát tốt của đội Bi Qua Xe Bình Dương. Thì Quốc Huy xin chào quý vị khán giả nha. Mọi người đã vào xem rồi thì rất mong người ta hãy like và chia sẻ mọi người ơi. Rồi một lần nữa xin chào anh Thanh Nguyễn nha. Xin chào bạn Lưu Tung nha. Xin chào bạn Thật Khang nha. Xin chào anh Long Ngọc. Vậy là một lần nữa là chúng tôi đã thấy vận động viên của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang đã tạo ra tốc độ rất cao, và sau đó là đội tuyển Bi Qua Xe Bình Dương đã bám kịp rất nhanh. Có thể nói là tốc độ đã đẩy lên cao hơn gần 50 km/h. Chúng ta nên nhớ là về giải đồng đội thì hai ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang và đội tuyển Bi Qua Xe đang tranh chấp với nhau rất quyết liệt, vì giữa đội tuyển Bi Qua Xe Bình Dương đang hơn với đội tập đoàn Lộc Trời An Giang chỉ là 9 giây mà thôi. Chính vì thế mỗi cuộc pha tấn công của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang thì đều có những thăm dò và cũng như kiểm soát tốt của đội tuyển Bi Qua Xe Bình Dương. Tuy nhiên áo vàng đội Samrat Perin thì đang nằm ở trong tấp đông này, và chúng ta đang thấy thì vận động viên Soko của đội Bi Qua Xe Bình Dương đang bám rất sát với vận động viên áo vàng. Bởi sao thì chúng ta đã thấy Bùi Thị Huê đã tổ chức tấn công. Bùi Thị Huê của đội Gạch Phong Bốn Con Qua Bình Dương là người đã tạo ra tốc độ và cũng như có cuộc pha tấn công. Tuy nhiên tốc độ này vẫn chưa đủ để cô loại bỏ các vận động viên ở phía sau. Còn đây là vận động viên Lâm Thị Thị Dương, và chúng ta đang thấy thì tiếp tục trên màn ảnh nhỏ đã hiện ra áo xanh, đó là vận động viên Yutatit. Tổng sắp sau 3 trận thì vận động viên Yutatit là người đang tạm thời mặc áo xanh và có số điểm là 35 điểm.
và hơn với vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai là 4 điểm. Và tiếp tục là một màu áo của đội tập đoàn Lộc Trà An Giang cũng đã vừa tổ chức tấn công. Vậy đó là vận động viên Trần Thị Thị Trang, người đã vừa tham gia tổ chức tấn công và cũng như cùng với vận động viên của đội tuyển Biên Hòa Xe. Như vị đã nói thì mỗi cuộc pha tấn công của đội tập đoàn Lộc Trà An Giang thì đều có bước chân ở phía sau của đội tuyển Biên Hòa Xe Bình Dương. Như vậy là cả tập đoàn đã dần bắt kịp nữa rồi. Và chúng ta hãy chờ xem là sau khi bắt kịp với nhóm đầu là chuẩn bị sẽ có cuộc pha tấn công tiếp theo. Xin nhắc lại thì trận thi đấu ngày hôm nay sẽ có hai mức win giải thưởng dọc đường. Giải thưởng dọc đường đầu tiên sẽ là ngay tại thị trấn của Di Linh sau xuất phát là 36 km. Và mức xuyên thứ hai là ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng sau xuất phát là 82 km. Vậy là chúng ta đang thấy thì các vận động viên đã đẩy lên tốc độ có thể nói là rất cao. Và tiếp tục là cuộc pha tấn công của vận động viên đến từ đội tập đoàn Lộc Trà An Giang. Và chúng ta hãy chờ xem đó là vận động viên nào. Và sau đó là vận động viên của đội tuyển Biên Hòa Xe Bình Dương đã bám đuổi kịp rất nhanh. Và chính vì thế đã đoàn đua chúng ta đang kéo thành một đoàn dài, dẫn chứng là tốc độ đã đẩy lên gần 50 km/h. Mít nó tới mà 500 m đâu. Lên trên để em điểm danh lên trên đi. Lên tấp đầu chứ.
chúng ta đã thấy thì vận động viên vô ta tích được biết ta tích mình không phải là một trong những vận động viên leo đèo tốt, chính vì thế cô đã tạo ra cuộc pha tấn công đây hình ảnh ở trong tập sau thì chúng ta đã thấy thì vận động viên tập đoàn Lộc Trời An Giang và cũng như là BUC Bình Dương đang kìm hãm tốc độ ở phía sau. Và trong số này thì có vận động viên Thái Lan. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được vận động viên áo xanh Yutatit đang cùng với vận động viên Nguyễn Thị Thi và vận động viên Tsubasa Makise. Đây là ba vận động viên đang có mặt ở trong nhóm đi đầu. Chúng ta đang thấy thì họ đã đồng lòng với nhau tạo nên tốc độ rất tốt. Và như vậy là khoảng cách của ba vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau đã lên gần 20 giây. Xin nhắc lại thì trên bảng tổng sắp sau 3 chặng thì vận động viên Nguyễn Thị Thi là vận động viên có thời gian gần nhất với áo vàng, đó là Samgarat Ferrarin. Và chính vì chúng ta đang thấy thì vận động viên Nguyễn Thị Thi đang làm việc rất tích cực và cô đang kéo phải nói là tốc độ rất tốt lên ở ngọn dốc này, đang duy trì với tốc độ là sắp xỉ hơn 25-30 km/h. Xin nhắc lại thì vận động viên Nguyễn Thị Thi tổng sắp sau 3 chặng đứng ở vị trí thứ 6 và đang thua với áo vàng Samrat Ferrin là 15 giây. Còn đối với vận động viên đội tuyển BUC số đeo 165 đó là Tsubasa Makise đang thua với áo vàng là 19 giây và thua với Nguyễn Thị Thi là 4 giây. Còn đối với vận động viên Yutatit thì tổng sắp sau 3 chặng thì đứng ở vị trí thứ 21 và đang thua với áo vàng là 7 phút. Và như vậy là vận động viên Yutatit đã rất là phía sau rồi. Như vậy là với việc không có đủ khả năng cũng như là sở trường về leo đèo và cũng như là đi dốc, chính vì thế vận động viên Yutatit áo xanh đã rất là phía sau. Như vậy là chắc chắn là các ekip của đội tuyển Thái Lan họ phải làm việc ở phía sau. Thì mà vận động viên Yutatit đã rớt lại phía sau. Và đây là hình ảnh của hai vận động viên vẫn đang dẫn đầu, đó là vận động viên số đeo 113 Nguyễn Thị Thi của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang và vận động viên số đeo 165 là Tsubasa Makise của đội tuyển BUC Bình Dương. Đây là hai vận động viên đã có khoảng cách so với tấp đồng ở phía sau đã lên 30 giây rồi. Họ vẫn đang miệt mài kéo rất tốt và đang phối hợp với nhau, đồng lòng với nhau tạo nên tốc độ cao. Và chúng ta thấy thì đây là hình ảnh cả tấp đồng ở phía sau. Chắc chắn là đội tuyển Thái Lan họ phải làm việc. Và đặc biệt hơn nữa là với tình thế như thế này, đội tuyển BUC họ cũng phải để ý với tay đua Nguyễn Thị Thi. Vì khoảng cách của vận động viên Nguyễn Thị Thi so với ăn với vận động viên Tsubasa Makise là 4 giây. Như vậy là theo như quan sát góc máy lai cam thì chúng ta đã thấy thì vận động viên áo xanh Yutatit của đội tuyển Thái Lan áo xanh đã từ top 1 đã rất là phía sau và đã bị cả đoàn đông phía sau bắt kịp rồi. Và như vậy là diễn biến của cuộc đua chúng ta đang chia ra thành hai top, top đầu với hai vận động viên đang trên mạng nhỏ chúng ta đang được thấy. Đây là vận động viên Nguyễn Thị Thi
cùng với vận động viên của đội tuyển Bimase, đó là vận động viên Tsubasa Makise. Như vậy là hai vận động viên này đã chinh phục qua ngọn dốc rất dài và sau đó đã tận dụng ngọn đổ và đã tạo lên tốc độ rất cao. Như vậy là trọng tài đã vừa thông báo là khoảng cách của hai vận động viên này đã được nới rộng ra hơn nữa rồi, đã lên hơn 35 giây. Chúng ta đang thấy thì với những hình ảnh và cũng như là vòng chân của vận động viên Nguyễn Thị Thi đang đi rất đều, cho thấy ngày hôm nay cô sẽ cố gắng quyết tâm để cải thiện về thành tích cá nhân của mình và cũng như hướng đến việc suy nghĩ sẽ chiếc áo vàng với tay đua Samgat Ferrarin. Nguyễn Thị Thi, chúng ta được biết thì đây là một trong những vận động viên nòng cốt của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Về sở trường của cô thì có thể nói là cô đều đều cũng rất tốt và có đủ khả năng để tranh chấp chiếc áo vàng ở trận thi đấu ngày hôm nay với tình thế như thế này và cũng như là khoảng cách như thế này. Tuy nhiên một đoạn đường phía trước còn rất dài và chúng ta hãy chờ xem sự nỗ lực và cũng như sự quyết tâm của vận động viên Nguyễn Thị Thi đến từ đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Rồi, mọi người đã vào xem rồi thì rất mong mọi người ta hãy like và chia sẻ đoạn livestream lên một lần nữa cả nhà ơi. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được tấp đông ở phía sau. Như vậy là tấp đông sao đó, chúng ta đã thấy là có vài vận động viên đã thú ga tấn công. Vẫn là hình ảnh của hai vận động viên đã tạo ra khoảng cách với tấp sau, đã lên hơn 40 giây rồi. Có thể nói là khoảng cách đã được nới rộng ra xa hơn nữa. Và chúng ta đang thấy thì tiếp tục là máy kéo đây thuộc về vận động viên Tsubasa Makise của đội Bimase Bình Dương. Xin nhắc lại là trận thi đấu ngày hôm nay, các vận động viên sẽ thi đấu từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đường dài là 110 km. Và ngày hôm nay thì các vận động viên sẽ thi đấu qua cung đường đèo Momisa. Đây là ngọn đèo có thể nói là sau khi kết thúc ở giải xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2004 cho đến thời điểm này thì ngọn đèo này mới áp dụng trở lại với cuộc đua xe đạp đường trường chuyên nghiệp. Như vậy là trọng tài đã vừa thông báo là khoảng cách 55 giây. Một khoảng cách đã được nới rộng ra xa hơn nữa rồi. Khoảng cách 55 giây. Và chúng ta đang thấy thì ở trong tấp sau có thể nói là tốc độ phải nói là rất thấp so với ở trong tấp đầu của hai vận động viên. Như vậy là các vận động viên ở trong nhóm sau họ đã bám sát và kèm kẹp vận động viên áo vàng Samrat Perrin. Và đó là điều kiện thuận lợi cho hai vận động viên đã tạo ra khoảng cách đi ở phía trên từ 15 giây và bây giờ đã lên là 55 giây rồi. Vẫn là hai cô gái đội tuyển Bimase Bình Dương và tập đoàn Lộc Trời An Giang. Xin nhắc lại về giải đồng đội thì
đội tuyển BYC Bình Dương đang hơn với tập đoàn Lộc Trời An Giang là 9 giây. Còn về cá nhân của hai vận động viên này thì tổng sắp sau 3 trận thì vận động viên Nguyễn Thị Thi đang đứng ở vị trí thứ 6 và vận động viên Tsubasa Makise đứng ở vị trí thứ 11 và Nguyễn Thị Thi hơn với vận động viên này là 4 giây. Và chúng ta hãy chờ xem trong ít phút nữa thôi thì ban huấn luyện sẽ lên ở tấp đầu và có sự chỉ đạo kịp thời cho hai vận động viên này. Một lần nữa thì Quốc Huy xin chào quý vị khán giả đang được xem theo dõi livestream trực tiếp giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp BYC. Và đây là trận đấu thứ tư có chiều dài là 110 km, xuất phát từ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tiến về thành phố Đà Lạt, Ngàn Hoa, tỉnh Lâm Đồng. Và chúng ta đang thấy thì đây là hình ảnh của vận động viên Soko. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được ekip của đội tuyển Thái Lan đang làm việc. Đúng là như vậy, khi mà họ lại quá yếu thế về ở cá nhân và cũng như là đồng đội, để cho hai vận động viên đang thoát đi ở phía trên, đó là Nguyễn Thị Thi và cũng như là Tsubasa Makise đang cạnh tranh áo vàng với vận động viên Samrat của đội tuyển Thái Lan. Xin nhắc lại thì khoảng cách của vận động viên Samrat Ferrin hơn với vận động viên Nguyễn Thị Thi chỉ là 15 giây mà thôi. Và hơn với vận động viên Tsubasa Makise là 19 giây. Như vậy là chúng ta sẽ được chờ xem trong ít phút nữa thì liệu đội tuyển Thái Lan họ sẽ làm việc như thế nào để bắt kịp với hai vận động viên này. Sẽ rất khó khi mà chúng ta được biết thì cả ekip của đội tuyển Thái Lan ngoài vận động viên Samrat Ferrin thi đấu trận đấu ngày hôm qua, thứ ba ngày hôm qua, thì các vận động viên còn lại đều rất yếu về đường đèo. Kết quả là tổng sắp sau 3 trận thì về đồng đội thì đội tuyển Thái Lan đã thua rất xa so với đội tuyển BYC là hơn 5 phút. Như vậy là chúng ta đang thấy thì hai vận động viên ở nhóm mới đầu đã lên ở ngọn dốc rất dài. Và sau khi chinh phục qua ở ngọn dốc này thì tiếp tục là ngọn dốc tiếp theo. Vẫn là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được là vận động viên Nguyễn Thị Thi và cũng như đi cùng với vận động viên Tsubasa Makise đang duy trì với tốc độ lên ở ngọn dốc tầm khoảng 15-20 km/h mà thôi. Có thể nói là ở ngọn dốc này rất cao, có độ dốc khoảng lên hơn 10 độ. Và như vậy là theo như việc quan sát thì ở top sau đã dần bắt kịp với nhóm mới đầu. Như vậy là ở nhóm sau, ekip của đội tuyển Thái Lan họ đã làm việc rất tích cực, đã thu ngắn lại còn khoảng hơn 35 giây mà thôi. Nhưng sau đó là hai vận động viên ở trong nhóm mới đầu đã ngoái lại phía sau, đã thấy ở top sau dần bắt kịp, chính vì thế họ đã tăng tốc độ lên. Một lần nữa thì Quốc Việt xin chào quý vị khán giả nha. Rất mong mọi người ta đã vào xem rồi thì hãy like và chia sẻ đoạn livestream lên cả nhà ơi. Like và chia sẻ cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì rất mong mọi người chúng ta
quý vị khán giả giúp S đạt 2k lượt xem nha cả nhà. Nếu như được 2k lượt xem này thì phải nhờ đến quý vị khán giả phải chia sẻ thật nhiều lên. Quay trở lại với diễn biến trận đấu đến thời điểm này, chúng ta vẫn đang thấy là hai vận động viên vẫn đang tạo ra khoảng cách trên 30 giây so với cả đoàn đông phía sau. Ở phía sau thì đội tuyển Thái Lan đang làm việc rất tích cực và quyết tâm để đưa tay đua chủ lực của mình, đó là áo vàng Samrat Ferin. Như vậy là Nguyễn Thị Thi và Subasa Makise đã lên ngọn dốc xong và bây giờ họ đang tiếp tục đổ ở ngọn dốc tiếp theo. Đây là hình ảnh của ba vận động viên của đội tuyển Thái Lan đang là đầu tàu kéo ở phía sau, được cả đoàn đông để bắt kịp với hai vận động viên đang đi đầu. Chúng ta đang thấy thì áo vàng Thái Lan đang nằm ở phía sau Samrat Ferin. Ngày hôm qua cũng đã thể hiện với màn trình diễn lèo đèo rất tốt. Có thể nói là đội tuyển Thái Lan đã sang thi đấu ở giải BWC Cup 2023 lần này thì ngoài vận động viên Samrat thì còn lại các viên còn lại thì có thể nói là lèo đèo không tốt. Dẫn chứng là về đồng đội ngày hôm qua thì họ đã rớt xuống vị trí thứ 3 và đang thua với đội tuyển BWC là hơn 5 phút. Nhưng tuy nhiên thì nhiệm vụ của họ cho nói có thể nói là đến thời điểm này, đầu tiên mục tiêu của họ là làm sao phải đưa cả tấm đông này để bắt kịp với hai vận động viên đang đi đầu. Đó là mục tiêu đầu tiên họ sẽ đưa ra ở trận thi đấu ngày hôm nay. Khi mà để cho hai vận động viên cạnh tranh với áo vàng Samrat đi ở phía trên như thế này, bao nhiêu? Như vậy là trọng tài đã vừa thông báo là khoảng cách đã được nới rộng ra xa nữa rồi. Như vậy là 1 phút 5 giây. Khoảng cách là 1 phút 5 giây. Như vậy là sau khi qua ở ngọn dốc dài có độ cao, có độ dốc lên hơn 10 độ. Chính vì thế cả đoàn đông phía sau đã giãn ra so với hai vận động viên ở tấp đầu, đã lên là 1 phút 5 giây. Rồi một lần nữa thì Bác Việt xin chào quý vị khán giả nha. Rồi mọi người hãy chào lại bé đi nào. Xin chào bạn Tí Võ nha. Xin chào bạn Thường Nguyễn. Xin chào bạn Thế Hùng Nguyễn nha. Rồi xin chào bạn Quynh Nguyễn nha. Rồi xin chào anh Quang Nhỏ. Rồi xin cung cấp là thông tin cho anh Quang Nhỏ được biết thì các vận động viên vẫn chưa đến đèo nha. Các vận động viên đang chuẩn bị đến ở thị trấn của Di Linh mà thôi. Như vậy là theo như chúng tôi đã đọc được comment trên bình luận thì bạn Liêu Trung có bình luận là các cô gái Việt Nam trận này hợp sức để xé áo vàng thôi. Đó là nhận định của bạn và chúng ta đang thấy thì gần như là đúng như vậy. Và bạn Thật Khang thì đi mạnh lên vào đội viên đi qua xe. Rồi xin chào anh ruột Đỗ Phú nha. Và mọi người chúng ta đã vào xem rồi thì rất mong chúng ta hãy giúp Việt một tay, hãy like và chia sẻ. Đây là câu nói mà Việt luôn nhắc nhở và cũng như luôn xin quý vị một món quà tinh thần. Đó chỉ cần là một chia sẻ mà thôi, để chúng ta gửi đến những hình ảnh và diễn biến hấp dẫn cho cả nước đều xem và đặc biệt là ở các nước bạn. Và thông qua đó thì sẽ giúp Việt ngày hôm nay đạt được 2k lượt xem cho cả nhà nha. Rồi xin chào anh Lưu Tân. Xin nhắc lại và cũng như cập nhật lại thông tin cho quý vị
vừa vào xem livestream thì đến thời điểm này đoàn đua của chúng ta đang chia thành ra hai top. Top đầu vẫn là hai vận động viên, đó là Nguyễn Thị Thi của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang và vận động viên số đeo 165 là Subasa Makise của đội tuyển bê xe Bình Dương, đang có khoảng cách với cả top đông phía sau. Trong top đông phía sau thì có áo vàng, áo xanh, áo đỏ, với một khoảng cách là 1 phút 05 giây. Và hiện giờ thì các vận động viên đang tiến đến thị trấn Di Linh, đó là ở mức duyên đầu tiên. Như vậy là các vận động viên đã thi đấu qua được 30 km đầu tiên rồi. Rồi, xin chào bạn Văn Phương Phạm. Xin thông báo với bạn là hiện tại các vận động viên đang chuẩn bị đến thị trấn của Di Linh. Như vậy là trọng tài luôn cập nhật rất nhanh. Khoảng cách đang duy trì là 1 phút. Và xin cập nhật thông tin cho chúng ta được biết thì cả tấp đông phía sau đang được đội tuyển Thái Lan đưa vào. Với việc ba vận động viên của Thái Lan đang làm việc ở phía sau, họ đang cố gắng để đưa cả tấp đông để bắt kịp với hai vận động viên đang đi đầu. Rồi, một lần nữa xin chào quý vị khán giả nha. Mọi người ơi, đã vào xem rồi thì hãy chia sẻ cho S đi mọi người ơi, mọi người ơi. Rồi, một lần nữa thì Quốc Việt cũng xin chào quý vị khán giả đang được xem livestream trên trang fanpage của BTV Thể Thao, trang fanpage của Liên đoàn Xe đạp ô tô Thể thao Việt Nam, trang fanpage Silent News, trang fanpage của BWC Cup, trang fanpage của Giant International và YouTube BTV Thể Thao. Như vậy đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được các vận động viên ở trong nhóm sau đều được đội tuyển Thái Lan là những đầu tàu kéo ở trong tấp sau. Trong tấp này chúng ta đang thấy là vận động viên Yutatit áo xanh đang lên làm việc. Như vậy là chúng ta đã thấy thì có 4 vận động viên của đội tuyển Thái Lan đang làm việc ở phía sau, còn áo vàng thì đang được dưỡng sức đều ở trong nhóm đông này. Và nhiệm vụ của 4 vận động viên của đội tuyển Thái Lan bắt buộc họ phải đưa tài đua chủ lực của mình bắt kịp với hai vận động viên đang đi đầu, với một khoảng cách đang giãn ra là 1 phút rồi. Như vậy là đội tuyển Thái Lan họ phải làm việc, phải nói là tích cực hơn nữa trước khi đưa tay đua áo vàng của mình bắt kịp với hai vận động viên này vào đeo. Xin nhắc lại thành phần của đội tuyển Thái Lan tham dự ở giải xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Vinwasa, gồm với những cái tên như là Yutatit, Samrat Perin, Chanabon, Vija Thija và Kamgaraja. Đó là những vận động viên có mặt của thành phần đội tuyển Thái Lan. Vẫn là hai cô gái ở trong nhóm đầu đang duy trì rất tốt. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được áo vàng Samrat Perin số đeo 12 đang đeo bám và được đồng đội của mình hỗ trợ. Ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy vận động viên Samrat Perin đã thi đấu rất hay. Vận động viên này đã là người cán đích ở đỉnh đèo Bảo Lộc đầu tiên và đồng thời rút thắng ở trận thi đấu thứ 3 ngày hôm qua. Và ngày hôm qua thì nếu như chúng ta theo dõi từ những đầu trận cho đến đi về đích thì diễn biến kịch tính sau khi vào nửa đèo thì vận động viên
Samrat Perin là người đã lôi kéo vận động viên Soko lên tới đỉnh đèo và sau đó tiếp tục lại kéo Soko về đích luôn. Và dẫn chứng là cô đã là người rút thắng vận động viên Soko. Như vậy là còn 3 km nữa thôi là sẽ đến ngay tại Muxuin, ngay tại thị trấn của Di Linh. Như vậy là còn 3 km nữa mà thôi. Hai vận động viên đang dẫn đầu, đang chuẩn bị tiến đến ngay tại Muxuin. Xin nhắc lại là khoảng cách mà trọng tài và đang thông báo là giữa vận động viên giữa áo vàng tốp đầu phía sau đang thua với hai vận động viên tốp đầu là 1 phút. Rồi một lần nữa Bắc Quyền xin chào lại quý vị khán giả nha. Rồi xin chào anh Bingo nha, xin chào bạn Nguyễn Thành Công, xin chào bạn Tư Hán Nguyễn, xin chào bạn Huyền Trang, xin chào bạn Nguyễn Văn Trung nha, xin chào bạn Thanh Nguyễn, xin chào bạn Nguyễn Hữu Thọ, xin chào bạn Nguyễn Quang Tuấn, xin chào Lưu Tình một lần nữa. Và Lưu Tình cũng đã nhận định là Bình Dương và An Giang hôm nay sẽ liên tục đánh nhỏ lẻ và họ bắt buộc Thái Lan làm việc phía sau. Và chúng ta đang thấy thì đúng là dẫn chứng là như vậy. Khi mà Thái Lan ở phía sau bắt buộc họ phải làm việc rồi. Rồi xin chào anh Toàn Nguyễn nha. Xin chào anh Phạm Hồng Phi. Như vậy là trước mắt là các vận động viên này sẽ còn khoảng hơn 1 km nữa thôi là sẽ về đến ngay tại Muxuin, ngay tại thị trấn của Di Linh. Và chúng ta hãy chờ xem là hai vận động viên này ai sẽ là người rút thắng ngay tại Muxuin này. Rồi xin chào anh Cương Nguyễn nha. Mọi người ơi đã vào xem rồi thì rất mong người ta hãy like và chia sẻ đoạn livestream lên cả nhà ơi. Chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ mọi người ơi. Chị có thể nói là trận thi đấu ngày hôm nay là trận thi đấu hay, vô cùng hay và kịch tính, sẽ quyết định ở các thứ hạng chung cuộc áo vàng cũng như là áo chấm đỏ và đồng đội và áo trắng. Vì trận thi đấu ngày hôm nay ngoài việc các vận động viên chinh phục những con dốc rất dài liên tục, bên cạnh đó còn chinh phục một ngọn đèo cuối cùng, đó là để lên tới được thành phố ngàn hoa, ngọn đèo Mimosa dài 10 km. Và nên nhớ là sau khi lên ở đỉnh đèo Mimosa thì cách đích chỉ còn khoảng 2,5 km mà thôi, sẽ về đích ngay tại cung đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt. Như vậy là chúng ta đang thấy là hai vận động viên vẫn đang duy trì với tốc độ rất tốt và hãy chờ xem vận động viên nào sẽ rút thắng ngay tại Muxuin này. Thấy là vòng quay của vận động viên Nguyễn Thị Thi đang đi rất đều. Cô đang duy trì với tốc độ ước chừng hơn khoảng 38-39 km/h. Và vòng dĩa cô đang duy trì là 53 và tầng clip là 19-21, đang quay rất rộng. Và như vậy là cô đã nhường lại máy kéo cho vận động viên Tsubasa Makise. Và hãy chờ xem màn nước rút của hai vận động viên đang nằm ở tấp đầu, ai sẽ lừa rút thắng ngay tại mức sinh đầu tiên ngay tại thị trấn của Di Linh. Và cờ Caro bắt lên cũng đã hiện ra. Và chúng ta hãy chờ xem vận động viên nào sẽ rút thắng ngay tại mức sinh này. Như vậy là Nguyễn Thị Thi đã vươn lên. Nguyễn Thị Thi đã gai chân và Sasu Makise đã vừa tăng tốc. Như vậy là vận động viên Nguyễn Thị Thi là người đã rút thắng
vận động viên Tsubasa Makoto. Một lần nữa xin chúc mừng cho vận động viên Nguyễn Thị Thi. Còn đây là cả tấp đông ở phía sau, chắc chắn là tận dụng ở mức dự định này thì vận động viên Du Thanh Tích sẽ chắc chiêu số điểm áo xanh của mình. Như vậy là khoảng cách đã thu ngắn lại rồi. Như vậy là khoảng cách đã thu ngắn chỉ còn 40 giây mà thôi. Như vậy là tấp đông phía sau đã dần bắt kịp với hai vận động viên này. Một khoảng cách từ 1 phút đã thu ngắn xuống còn khoảng 40 giây. Với việc chúng ta đang thấy thì vận động viên Nguyễn Thị Thi và cũng như là Tsubasa Makise vẫn đang duy trì rất tốt. Tuy nhiên ở nhóm sau thì đội tuyển Thái Lan 4 vận động viên họ phải nỗ lực và cũng như là quyết tâm để đưa tay đua chủ lực của mình là Samrat Ferin để bắt kịp với hai vận động viên này trước khi vào đèo. Chỉ có thể nói là khoảng cách của áo vàng đang hơn với vận động viên Nguyễn Thị Thi thì chỉ khoảng 15 giây mà thôi. Như vậy là theo như quyền quan sát thì tấp sau đã dần bắt kịp với nhóm đầu rồi. Khoảng cách chỉ còn khoảng 5 đến 10 giây mà thôi. Như vậy là sau khi qua bước sinh đầu tiên cũng như là bao nhiêu nỗ lực của hai cô gái này với một khoảng cách bỏ xa hơn 1 phút và bây giờ đã bị cả đầu đông phía sau đã bắt kịp rồi. Với việc kiểm soát tốt và cũng như sự quyết tâm của đội tuyển Thái Lan đã đưa tay đua áo vàng bám đuôi kịp với hai vận động viên đang đi đầu. Tuy nhiên ở nhóm sau thì nhiều vị quan sát đã có một đường đã thoát ra đi. Tuy nhiên một nhóm sau nữa là một tấp đông cũng đang rất gần với vận động viên đã vừa thoát ra đi. Có vẻ như đó là vận động viên đến từ đội quân khu 7. Tuy nhiên ở nhóm sau thì áo vàng cũng đã tăng tốc, đẩy lên tốc độ rất cao để bám đuôi kịp với hai vận động viên đang đi đâu. Như vậy là chúng ta đang thấy là ở trong tốc sau đã dần bất kịp rồi. Vận động viên Samrat Ferin đã thấy tầm hai vận động viên ở trong nhóm đầu. Chính vì thế vận động viên này đã có một cú bàn đạp thật mạnh và rồi kéo ở trong tốc đông. Đã dần bất kịp rồi, đúng là như vậy. Còn khoảng 50 mét nữa mà thôi. Và như vậy là chính thức ở trong tốc đông đã bất kịp với hai vận động viên đầu. Như vậy là Bùi Thị Huê của đội gạch phân bóng Cowboy Bình Dương đã là người đáp trả và cũng như phản đòn. Như vậy là một lần nữa quốc quyền xin thông báo lại là vận động viên Tsubasa Makise và cũng như là Nguyễn Thị Thi đã chính thức bị cả đoàn đông phía sau bắt kịp. Và sau đó là vận động viên Bùi Thị Huê của đội gạch phân bóng Cowboy Bình Dương đã vừa tổ chức tấn công. Như vậy là tình thế đã đưa về trạng thái như ban đầu là từ những vạch xuất phát đầu tiên là một tấp đông. Như vậy là chúng ta sẽ chờ xem các cô gái sẽ tiếp tục tổ chức tấn công. Như vậy qua thời gian vừa rồi thì chúng ta cũng đã nhìn nhận là đội tuyển Thái Lan cũng đã bị bào mòn về thể lực rất đáng kể khi họ đã nỗ lực hết sức mình, đã đưa tay đua chủ lực áo vàng đã bắt kịp rồi. Nhưng sau đó là chúng tôi đã quan sát thấy là chủ động làm việc và cũng như nỗ lực tấn công, đó là đến từ ekip của đội tuyển Thái Lan. Đó là vận động viên Chanibon. Diễn biến đàn được trở nên hay và vô cùng hấp dẫn trở lại rồi.
Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy lại được ở mức duyên đầu tiên, tranh chấp giữa vận động viên Nguyễn Thị Thi và Tsubasa Makise. Chiến thắng lại thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thi. Về thứ nhì là Tsubasa Makise. Một lần nữa xin chúc mừng cho vận động viên Nguyễn Thị Thi và cũng như là Tsubasa Makise đã nỗ lực hết sức mình, đã về nhất nhì ở mức sprint đầu tiên ngay tại thị trấn Cổ Di Linh. Và mọi người ơi, mọi người đã chuẩn bị tinh thần chưa nào? Như vậy là sau khi qua ở mức sprint đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần Remini dự đoán. Và mọi người ơi, hãy nhớ là chúng ta tham dự ở phần Remini này chỉ áp dụng trên trang fanpage của BTV Thể Thao nha. Mọi người lưu ý nha. Và trong ít phút nữa thôi thì Việt sẽ đưa ra câu hỏi để cho quý vị khán giả sẽ dự đoán nha. Và mọi người nên nhớ là chương trình Remini của chúng tôi chỉ áp dụng trên trang fanpage của BTV Thể Thao. Nếu như ai đã đang xem ở các trang liên kết khác thì hãy vào trang của BTV Thể Thao để tham dự vào chương trình Game Mini dự đoán trúng phần thưởng trị giá là 1 triệu đồng. Đó là chiếc nón từ phía công ty cổ phần Vòng Xanh, là nhà phân phối chính thức thương hiệu xe đạp Zan International tại Việt Nam trao tặng. Và câu hỏi ngày hôm nay thì Việt sẽ đưa ra cho quý vị sẽ dự đoán, và cũng như câu hỏi rất dễ cho chúng ta có cơ hội trúng một chiếc nón trị giá là 1 triệu đồng. Mọi người ơi, mọi người đã chuẩn bị chưa nào? Mọi người hãy nói sẵn sàng đi, bây giờ là việc chuẩn bị đưa ra câu hỏi nha. Mọi người ơi, chuẩn bị sẵn sàng để dự đoán câu hỏi nha mọi người nha. Mọi người ơi. Mọi người hãy nói sẵn sàng đi nào mọi người ơi. Để Việt biết là mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng để Việt đưa ra câu hỏi nha. Mọi người ơi, đã chuẩn bị sẵn sàng đi nào. Mọi người ơi, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Bây giờ là Việt chuẩn bị ra câu hỏi nha, để chúng ta có cơ hội và cũng như là trúng chiếc nón trị giá 1 triệu đồng. Và một lần nữa thì Quốc Việt xin thông báo lại là chương trình Gemini chúng tôi chỉ áp dụng trên trang fanpage của BTV Thể Thao mà thôi nha cả nhà nha. Mọi người sẵn sàng chưa nào? Và bây giờ Việt sẽ đưa ra câu hỏi cho chúng ta sẽ dự đoán, và cũng như câu hỏi này sẽ liên quan đến một vận động viên có thể nói là đã thi đấu ấn tượng và cũng như có nước rút rất tốt. Câu hỏi ngày hôm nay cũng sẽ là một nhân tố bí ẩn nha cả nhà nha, và cũng như là vận động viên này mà quý vị đã quá quen thuộc, đó là vận động viên, và cũng xin đặt câu hỏi là mọi người hãy cho biết vận động viên Yutatit đang mặc áo xanh ngày hôm nay sẽ thi đấu ở trận đấu thứ tư này sẽ về hạng thứ mấy? Suy nghĩ cho kỹ nha. Và mọi người nên nhớ là Yutatit là một trong những vận động viên không phải có sở trường leo đèo nha cả nhà nha. Xin nhắc lại câu hỏi, vận động viên Yutatit đang mặc áo xanh của đội tuyển Thái Lan
ngày hôm nay sẽ về hạng thứ mấy của trận thứ tư này? Jutatis ngày hôm nay sẽ về hạng thứ mấy của trận thứ tư này? Và thông tin việc cung cấp cho quý vị được biết là ngày hôm nay là một trận thi đấu leo đèo, mà Jutatis là vận động viên không phải là vận động viên có sở trường leo đèo như cả nhà nhé. Xin nhắc lại câu hỏi là vận động viên Jutatis của đội tuyển Thái Lan đang mặc áo xanh, ngày hôm nay sẽ về hạng thứ mấy ở trận thứ năm này? Ở trận thứ tư này. Còn 3 phút nữa cả nhà nha, 3 phút nữa. Xin nhắc lại câu hỏi, Gemini dự đoán trúng một chiếc nón giá 1 triệu đồng. Đó là vận động viên Jutatis đang tạm thời là mặc áo xanh, sẽ về hạng thứ mấy của trận thứ tư này? Nên nhớ là trận thứ tư này là trận thi đấu leo đèo Mimosa. Và nên nhớ là Jutatis là vận động viên không phải là vận động viên có tố chất leo đèo, không phải là sở trường leo đèo tốt như cả nhà nha. Nhanh lên, còn 2 phút nữa là chúng tôi sẽ chốt câu hỏi nha. Chúng tôi sẽ phá nha cả nhà nha. Wow, anh Trinh Thành vô dự đoán là lên tới 75 luôn. Wow, anh Long lên tới 79 luôn. Wow, còn 30 giây nữa thôi nha. 30 giây nữa là chốt câu hỏi nha, là phá nha. Xin nhắc lại câu hỏi, Jutatis đang tạm thời mặc áo xanh, sẽ về hạng thứ mấy của trận thứ tư này? Và trận thứ tư ngày hôm nay sẽ là trận thi đấu leo đèo, và Jutatis là vận động viên không phải có tố chất leo đèo, và cũng như là vận động viên Jutatis không có sở trường leo đèo như cả nhà nha. Và nên nhớ là chương trình của chúng tôi chỉ áp dụng trên trang fanpage của BTV Thể Thao thôi nha cả nhà nha. Còn 10 giây nữa, bộ phận của chúng tôi đã chụp lại màn hình những dự đoán của quý vị khán giả rồi nha. Và sau khi kết thúc ở trận đấu thứ tư này thì chúng tôi sẽ chờ xem kết quả từ phía trọng tài, thì sẽ đưa ra đáp án cho quý vị được biết. Rồi, như vậy là chốt câu hỏi nha cả nhà nha. Chốt câu hỏi. Rồi, chốt câu hỏi nha. Đã hết thời gian dự đoán nha cả nhà nha. Hết thời gian dự đoán rồi. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Cảm ơn mọi người đã tham gia phần bình luận cũng như là chương trình Remini nha cả nhà nha. Và chúng ta hãy chờ xem là sau khi kết thúc ở trận đấu thứ tư thì Jutatis sẽ về hạng thứ mấy nha. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại với diễn biến trận thi đấu đến thời điểm này. Có thể nói là các vận động viên đã có thể nói là tấn công liên tục. Và các cầu thủ đã kèm kẹp rất tốt với những vận động viên đang cạnh tranh với áo vàng của vận động viên Samdak Perin. Và như vậy là các vận động viên ta sẽ hướng đến ở mức duyên thứ hai ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng. Như vậy là đến thời điểm này là diễn biến cuộc đua của chúng ta vẫn đang là một tấp đông.
và ekip của đội tuyển Thái Lan đến thời điểm này họ vẫn đang kiểm soát tốt và đang giữ chân các vận động viên chủ lực cũng như là các vận động viên kiếm cắt đang cạnh tranh với áo vàng với Samrat Ferrin. Và chúng ta sẽ chờ xem ở ngọn dốc tiếp theo và đặc biệt là chuẩn bị đến ở ngọn dốc Lan Anh, đó là một ngọn dốc có thể nói là rất dài, một ngọn dốc Lan Anh dài khoảng hơn 2 km và đó là một điểm nhấn mà để cho các vận động viên sẽ tấn công. Như vậy là chúng ta đã thấy là một nhóm nhỏ lẻ hơn 6 vận động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông. Ở nhóm sau thì vẫn là ekip của đội tuyển Thái Lan, họ vẫn đang duy trì và cũng như đang bảo vệ áo vàng rất tốt. Tuy nhiên đã có vài vận động viên đã vừa phát pháo tấn công tiếp theo để bắt kịp với 6 vận động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông trước đó. Sau đó thì đội tuyển Thái Lan đã đẩy lên tốc độ, đã bắt kịp với nhóm đi đầu rồi. Và sau đó là chúng tôi đã thấy là vận động viên Lâm Thị Thị Dương áo trắng của đội tuyển Quy Nhơn Thành phố Hồ Chí Minh đã vừa có một pha đòn nhữ tổ chức tấn công. Tuy nhiên một đòn nhữ này của cô chỉ là tạo đà cho các đồng đội của mình như là Nguyễn Lưu Cẩm Tú, Nguyễn Thị Yến Nhi làm những cầu nối để pháo vào với tấm đi đầu. Rồi một lần nữa thì Bác Huy xin chào quý vị khán giả nha, đang được theo dõi xem livestream trực tiếp giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh cúp Biwase. Và đây là trận thi đấu thứ tư, xuất phát từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Ngàn Hoa Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đường dài là 110 km. Và hiện tại thì các cô gái của chúng ta sẽ chuẩn bị tiến đến ở Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng và đó nó sẽ là điểm rút ngay tại mức xuyên thứ hai của trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta đang thấy thì hình ảnh của áo vàng, áo xanh, áo đỏ đều đang nằm ở trong tấp đông này. Rồi một lần nữa thì Quốc Huy xin chào quý vị khán giả nha. Bây giờ chúng ta sẽ dành vài phút để chào hỏi lại với nhau nha cả nhà nha. Rồi một lần nữa thì Quốc Huy xin được chào anh Mạnh Trung, xin chào anh Nguyễn Minh Đức nha, xin chào bạn Nguyễn Úc Thanh, xin chào bạn Tấn Phan nha, xin chào anh Tinh Trần, xin chào Ben nha, xin chào bạn Nguyễn Quang Thọ nha. Mọi người hãy chào lại Ben đi nào.
Và mọi người đã vào xem rồi thì rất mong chúng ta hãy like và chia sẻ trong live stream mình cả nhà ơi. Thì có vẻ cho thấy là sáng ngày hôm nay thì mọi người xem có vẻ hơi ít quá. Theo dự quan sát thì khoảng hơn 500 người xem mà thôi, chưa được 1k lượt xem. Mọi người hãy chia sẻ cho Ad mọi người ơi. Xin chào anh Phạm Hồng Phi. Mọi người đã vào xem rồi thì hãy chia sẻ cho Ad nha. Một lần nữa thì Quốc Việt xin được chào quý vị khán giả đang được theo dõi trên trang fanpage của BTV Thể Thao, trang fanpage của Liên đoàn Xe đạp Ô tô Thể thao Việt Nam, trang fanpage của Vinway Xe Cúp, trang fanpage của Sudden News, trang fanpage của Giant International và YouTube BTV Thể Thao. Rồi xin chào bạn Trần Việt nha. Như vậy là các vận động viên chúng ta sẽ chuẩn bị đổ đèo Phú Hiệp, thi đấu ở cung đường hướng từ Bảo Lộc lên Đà Lạt. Thì ngọn đèo Phú Hiệp là các vận động viên sẽ thi đấu ở ngọn đổ này, và sau khi đổ đèo Phú Hiệp xong thì các vận động viên sẽ chuẩn bị chinh phục ở một ngọn dốc rất dài, đó là ngọn dốc Lan Anh. Ngọn dốc dài khoảng hơn 2 km và có độ dốc cao hơn 10 độ. Và chúng ta hãy chờ xem sau khi đến ở ngọn dốc Lan Anh thì cuộc chiến sẽ được nổ lên rất nhiều. Nếu như các vận động viên nào muốn tổ chức tấn công, cũng như các vận động viên nào muốn cạnh tranh và cũng như là tranh chấp giá vàng, và cũng như là các vận động viên nào muốn thoát đi tìm ăn ở mức sinh ngay tại Ủy ban dân huyện Đức Trọng thì sẽ chọn nơi ở ngọn dốc Lan Anh này. Rồi xin chào bạn Triều Nguyễn nha. Rồi xin chào bạn Nguyễn Nhỏ nha. Xin chào anh Tài Phát nha. Như vậy là đoàn đua chúng ta đang chia thành ra 2 top. Như vậy là đã vừa rồi có 4 vận động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông. Xin chào bạn Văn Châu La nha. Như vậy là vận động viên chúng ta sẽ chuẩn bị đổ đèo Phú Hiệp. Có rất nhiều vận động viên đã nhận tiếp tế. Có vẻ như một số vận động viên các nước bạn họ chưa biết chuẩn bị đến đổ đèo Phú Hiệp, chính vì thế họ đang dơ chai nước lên để nhận tiếp tế. Sau khi đợi xong đổ đèo Phú Hiệp xong thì nhận tiếp tế sẽ được an toàn hơn. Vậy đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được các vận động viên đang đổ đèo Phú Hiệp. Đây là ngọn đèo dài khoảng 3 km. Và chúng ta đang thấy thì qua ngọn đổ này thì các vận động viên sẽ cố gắng an toàn. Rồi xin chào bạn Trần Nguyễn Hải Trinh nha. Rồi xin chào anh Trung Nguyễn nha.
Chẳng bạn như vậy là các cổ động viên đã vừa đổ đèo Phú Hiệp xong. Và bây giờ tiếp tục là họ sẽ chuẩn bị chinh phục lên ở ngọn dốc, chuẩn bị đến ở ngọn dốc Lan Anh. Và như vậy là có tới 4 cổ động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông. Đến thời điểm này tình huống chúng tôi đã thấy là 4 cổ động viên đã nằm ở trong nhóm phía đầu. Còn đây là cả đoàn đông ở phía sau. Đây là hình ảnh đứng sau mà chúng ta đang thấy được các vận động viên của đội tuyển Thái Lan vẫn đang kiểm soát tốt. Bốn con chưa đó. Tấp đầu rồi, tấp đầu bốn con chưa đó. Vậy là chúng ta thấy thì đây là hình ảnh của các quyền đang kiểm soát ở nhóm sau. Và chúng ta sẽ chuẩn bị đến với hình ảnh của các quyền đã vừa tách ra khỏi nhóm đông ở phía trên nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang thấy thì đây là hình ảnh của 4 vận động viên đang dẫn đầu. Như vậy là 4 vận động viên đang dẫn đầu là chúng tôi đã thấy là có sự xuất hiện của vận động viên đến từ như là BYC, Bình Dương, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, đội tuyển Thái Lan và Gạch Phân Bón Con Voi Bình Dương. Đây là 4 vận động viên đang có mặt ở tấm phía đầu. Như vậy là vận động viên số đeo 13 đang có mặt ở trong nhóm đi đầu, đó là vận động viên Chanibon. Như vậy là Chanibon đã tạo nên tốc độ và sau đó là ba vận động viên đã vừa bám đuổi kịp. Chúng ta hãy chờ xem là sau khi qua ở ngọn dốc Lan Anh này thì bốn vận động viên này sẽ cùng với nhau tạo nên tốc độ như thế nào. Có thể nói là vận động viên Chanibon ở trong nhóm phía đầu này luôn dùng dãy tấn công. Ở phía sau là vận động viên số đeo 162 của đội tuyển BYC, đó là vận động viên Trần Thị Tuyết Rương đang đeo bám rất sát. Và ở sau nữa là vận động viên số đeo 115 của câu lạc bộ của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang, đó là vận động viên Trần Thị Thị Trang. Cho thấy các vận động viên đã bước vào chân dốc của Lan Anh rồi. Và chúng ta hãy xem thì các cô gái này sẽ tạo nên tốc độ như thế nào. Như vậy là ở trong nhóm này thì chúng tôi đã thấy vận động viên số đeo 172, đó là Miho Yoshikawa của đội Gạch Phân Bón Con Voi Bình Dương. Như
vậy là vận động viên Trần Thị Thùy Trang là người đang dẫn đầu, đang duy trì với tốc độ là 25 km/h. Như vậy là khoảng cách với tốc độ phía sau chỉ khoảng là 30 giây mà thôi, và người đang dẫn đầu gồm với những cái tên và cũng như có một khoảng cách với áo vàng hơn 5 phút. Xin điểm danh lại các vận động viên nằm ở trong đầu, đó là viên số đeo 12, đó là Johnny Bon của đội tuyển Thái Lan, vận động viên số đeo 115 là Trần Thị Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trời Giang, vận động viên số đeo 162 là Trần Thị Tuyết Nương của đội tuyển BYC Bình Dương, và vận động viên số đeo 172 là vận động viên Miho Yoshikawa của đội gạch phong bóng Công Quân Bình Dương. Đó là bốn vận động viên đang dẫn đầu, và đồng thời bốn đội viên này đã bước vào ở ngọn dốc Lan Anh đầu tiên. Xin nhắc lại, ngọn dốc Lan Anh dài hơn khoảng 2 km. Đây là ngọn dốc rất khó chịu, và ở trong nhóm sau thì chúng ta đã thấy các đội viên vẫn đang đi đều và họ đã tiến vào dốc Lan Anh rồi. Và đây là hình ảnh của bốn cô gái đang dẫn đầu. Người đang dẫn đầu kéo là vận động viên số đeo 115 là Trần Thị Thùy Trang. Trần Thị Thùy Trang phải nói là đi với những nguồn quay rất đều. Về leo đèo thì có thể nói là đánh giá là vận động viên Thùy Trang là một trong những vận động viên không phải được đánh giá cao là có tố chất leo đèo tốt. Tổ chức của vận động viên này là sở trường về nước rút, và chúng ta cũng được biết là vận động viên này là một trong những vận động viên trẻ, và huấn luyện viên ông Hồ Quốc Tiến đang đào tạo để kế thừa đàn chị của mình, như là vận động viên Nguyễn Thị Thất. Như vậy là Thùy Trang không còn những vòng quay mạnh như trước đây nữa rồi, chắc là chuẩn bị dừng lại máy kéo cho vận động viên tiếp theo. Xin nhắc lại là các vận động viên đã đến ở ngọn dốc Lan Anh. Vậy là Thùy Trang đã vượt tay ga và nhường lại máy kéo cho vận động viên Trần Thị Tuyết Nương của đội tuyển BYC. Như vậy là trọng tài đã thông báo là khoảng cách của bốn vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau đã lên hơn 30 giây rồi.
Vậy là huấn luyện Chalibon của đội tuyển Thái Lan là người đã vươn lên, đã kéo lên rất mạnh và cũng như tạo nên tốc độ cao. Và chính vì thế là huấn luyện Huy Hô của đội gạch phong bóng của Ngô Bình Dương đã rất là phía sau rồi. Như vậy là tốc đầu sẽ còn 3 vận động viên. Như vậy là Huy Hô của đội gạch phong bóng của Ngô Bình Dương đã đuối sức rất là phía sau. Và đây là hình ảnh của chúng ta thấy được áo vàng vẫn đang nằm ở trong tấp đông ở phía sau. Và đang đi với áo vàng đó là võ vận động viên Soko. Cô đã tiến qua xe. Ta đang thấy thì vận động viên Vi Hô đã rất là phía sau. Và trong nhóm đầu vẫn đang là 3 vận động viên. Còn đây là tấp đông phía sau. Chúng ta đang thấy thì áo vàng Samrat Perin đã vươn lên dẫn đầu. Và đeo bám phía sau đó là huấn luyện viên Nguyễn Thị Thu Mai và cũng như là Soko. Vậy là một huấn luyện viên đã vừa thoát ra khỏi nhóm đồng ở trong nhóm sau rồi. Bây giờ đó là huấn luyện viên Bùi Thị Huê của đội gạch phong bóng của Quang Bình Dương. Vận động viên Samrat Perin sẽ nỗ lực hết sức mình khi mà vào cung đường đèo và dốc như thế này, thì cô phải tự lực cánh sinh. Nhưng mà được biết thì đồng đội của mình không phải là leo đèo tốt và cũng như đi đường dốc tốt, chính vì thế cô phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên ở trong nhóm đầu thì chúng ta đang thấy thì có sự xuất hiện của vận động viên Chalibon của đội tuyển Thái Lan và đồng đội với vận động viên Samrat Perin đang là người đi tấp đầu cùng với vận động viên Trần Thị Trang của đội tập đoàn Lộc Trợ Giang và Trần Thị Tuyết Nương của đội tuyển Vi Qua Xe Bình Dương. Đoàn đông ở phía sau. Như vậy là cả đoàn đông ở phía sau thì chúng ta đang thấy họ vẫn đang duy trì với tốc độ đều. Đầu thì người có thành tích gần với áo vàng đó là huấn luyện viên Trần Thị Tuyết Nương đang thua với áo vàng là 5 phút 26 giây. Đang chuẩn bị lên đỉnh của dốc Lan Anh rồi. Lên hai đứa chơi lên hai ba đứa chơi lên năm này. Khi lên ở đỉnh dốc Lan Anh này thì ba vận động viên này sẽ đổ xuống ở ngọn dốc rất dốc đây. Và đó là điều kiện thuận lợi mà để cho họ tạo nên tốc độ cao. Ta đã thấy thì vận động viên Chalibon của đội tuyển Thái Lan đang là người kéo miệt mài. Và như vậy là ba vận động viên đã chính thức lên đỉnh rồi. Ba vận động viên đã chính thức lên đỉnh dốc Lan Anh. Ta thấy thì những người dân đã theo họ cổ vũ rất nhiệt tình. Có thể nói là một năm mới có một lần được tận hưởng những cái vòng quay của các cô gái
như là giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương Thành Cúp đua xe. Vậy là ba con gái này sẽ đổ cấp Lan Anh dài bằng 1 km, tận dụng ở một dốc độ này thì họ sẽ đẩy lên tốc độ cao hơn 50 km/h. Bạn thấy thì vận động viên Chanevon của đội tuyển Thái Lan là người đang miệt mài tạo lên tốc độ rất cao. Ở sau thì chúng ta đã thấy thì vận động viên Trần Thị Tuyết Hương đang nằm lên xe. Giảm bớt sức cản của gió để tạo nên tốc độ cao hơn nữa. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bên cạnh của chúng tôi đây thì có sự theo sát của vận động viên Công Khoáng. Thì chúng ta sẽ chờ xem ít phút nữa thôi thì Việt sẽ có cuộc trao đổi phỏng vấn với vận động viên Công Khoáng như cả nhà nha. Vậy là chúng ta đang thấy thì vận động viên Chanevon của đội tuyển Thái Lan vẫn là người đang miệt mài kéo tích cực ở trong giới đối đầu. Và hai vận động viên đang đeo bám ở phía sau là Tuyết Lương và cũng như là Thị Trang vẫn đang đeo bám rất tốt. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ là chúng tôi sẽ đến với phần bình luận cũng như là sự nhận xét của vận động viên Công Khoáng ạ. Vâng, xin chào quý vị và các bạn, vẫn tiếp tục đồng hành cùng với quý vị và các bạn cùng với các cô rơ nữ của chúng ta ở chặng đua thứ tư ngày hôm nay. Với những gì mà vận động viên Quốc Việt cũng đã có những chia sẻ cũng như là những bình luận cùng với quý vị và các bạn về diễn biến của chặng đua này đến thời điểm hiện tại. Và các tay đua của chúng ta đang chuẩn bị tiến về với điểm thưởng dọc đường thứ hai. Nhưng thời điểm này với những diễn biến trên đường đua thì chúng ta đang có được tay đua mang số đeo 162 Bùi Thị Quỳnh của đội đua đi qua xe Bình Dương, tay đua mang số đeo 113 của ekip Thái Lan và tay đua mang số đeo 115 của đội đua tập đoàn Lộc Trời, đó là Trần Thị Thùy Trang. Đây là những tay đua cũng đã bước ra khỏi tốp đông để tạo ra một khoảng cách so với phần còn lại ở phía sau. Tuy nhiên khoảng cách này theo như ghi nhận của trọng tài mà chúng tôi đã đồng hành trong xuyên suốt những km vừa qua là không quá xa. Chính vì thế mà quý vị và các bạn cũng có thể hình dung là khả năng của các tay đua ở thời điểm hiện tại với các tay đua là như thế nào, khi mà tay đua mang số đeo 162 mà quý vị và các bạn cũng đã biết đó là tay đua Bùi Thị Quỳnh đang có một lợi thế trên bảng tổng sắp cá nhân sau 3 chặng đua. Xin lỗi quý vị, tay đua đang có được ở trong vị trí thời điểm này là tay đua mang số đeo 162, không phải là Bùi Thị Quỳnh, đó là Trần Thị Tuyết Nương. Tuyết Nương thì đang có một khoảng cách rất xa so với các tay đua trên bảng tổng sắp cá nhân đến hơn 5 phút. Chính vì thế quý vị và các bạn cũng có thể biết được là đây là những tay đua sẽ gây rối so với các tay đua ở phía sau. Chính vì thế mà chúng ta cũng đã biết là những động thái của ekip Thái Lan thời điểm này cũng đang kiểm soát được tình hình. Rõ ràng là như vậy, họ đang kiểm soát được tình hình để bảo toàn được những gì mà tay đua
Zomrat Vetanin đã làm được trong ngày hôm qua. Một ngày thi đấu quá xuất sắc của ekip Thái Lan. Tuy nhiên thời điểm này, trước khi chúng ta chinh phục được đỉnh đèo cũng như điểm thưởng dọc đường thứ hai thì các tay đua của chúng ta sẽ phải nghĩ đến khó khăn ở phía trước, đó là đèo Mimosa. Đây là một cung đường mới mà ban tổ chức đề ra dành cho các cua rơ đủ của chúng ta ở giải đua năm nay khi mà Đẹp Brand đang thực hiện quá trình tu sửa. Chính vì thế thì cũng sẽ gây ra một phần nào đó khó khăn cho các tay đua nữ của chúng ta ở chặng đua ngày hôm nay. Với riêng tay đua của ekip Thái Lan, tay đua mà quý vị và các bạn cũng đang thấy được tay đua mang số đèo 13, đó là Charibon. Charibon là tay đua đang có được số giày có thể nói là thuận lợi so với hai tay đua còn lại, đó là Trần Thị Thuy Trang cũng như là Tuyết Nương. Tay đua mang số đèo Batria Charibon đang có được 16 giây so với áo vàng. Chính vì thế mà đây cũng sẽ là một ngày mà ekip Thái Lan đang có sự một toan tính nếu như Charibon tiếp tục chinh phục và về đích trong top đông ba vận động viên này. Nhưng rõ ràng thời điểm mà chúng ta đưa ra những nhận định để nói về ba tay đua này về đích là còn quá sớm, khi mà thời gian cũng như là khoảng cách còn quá xa khi tiến về thành phố Đà Lạt, thành phố ngàn hoa của tỉnh Lâm Đồng. Khoảng cách mà chúng tôi ghi nhận của ba tay đua so với các tay đua còn lại cũng đã kéo dài hơn một phút rồi. Còn với những diễn biến của trận đua ngày hôm nay là như thế nào thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật cùng với quý vị và các bạn. Nhưng với những gì mà chúng ta đã thấy được thì ekip của Thái Lan họ đang rõ ràng thì họ đã có những sự bàn bạc rất kỹ lưỡng, có những toan tính rất là chu đáo để có thể đưa ra một đấu pháp hợp lý cho một trận đua này, khi đây là một trận đua mới mẻ đối với ekip Thái Lan. Họ cũng đã không có sự chuẩn bị nhiều đối với so với các ekip của Bình Dương, của An Giang, khi mà các ekip của An Giang và Bình Dương cũng đã có một sự tập luyện dài hơi để chuẩn bị cho BWSC Cup năm nay. Còn với Thái Lan thì họ chỉ tập trung trước một vài ngày khi giải đua khởi tranh, nhưng họ đã thể hiện được đẳng cấp của mình qua các trận đua vừa qua, và ngày hôm nay lại tiếp tục là một vị trí khác, một con bài chiến lược khác thay vì Zomrat Vetanin. Ngày hôm nay đó là tay đua mang số đèo 13, đó là Batria Charibon của đội đua Thái Lan. Trên bảng tổng sắp thời điểm này, như quý vị và các bạn cũng đã nghe và những chia sẻ đến từ bình luận viên Quốc Việt, thì tay đua đang xích sao so với chiếc áo vàng đó chính là Nguyễn Thị Thu Mai, chỉ là 4 giây mà thôi. Đó chính vì thế mà thời điểm này thì Zomrat và Thu Mai thì đang đeo bám nhau như hình với bóng, và đội đua Thái Lan đã thả tay đua Batria Charibon đã ra đi cùng với Tuyết Nương, với Thùy Trang của ekip đến từ tập đoàn Lộc Trời. Tuy nhiên sẽ khó khăn cho tay đua của Thái Lan Batria để có thể làm như những gì mà tay đua Zomrat và Vetanin ngày hôm qua đã làm khi đã vượt qua tay đua Soko của đội đua BWSC để giành chiến thắng chặng, cũng như là có được để tạm thời mặc chiếc áo đỏ nữ hoàng leo núi. Ngày hôm nay cũng sẽ là một chặng đua đường đèo khi mà các tay đua của chúng ta chuẩn bị tiếp tục chinh phục một khó khăn thách thức nữa, đó là đèo Mimosa. Đã có thêm những tay đua góp mặt trong top các tay đua đi đầu. Một tay đua của đội
gạch phân bón con voi Bình Dương và một tay đua đến từ ekip của Kazakhstan. Như vậy đó là tay đua Hanshin của đội đua Đài Loan Trung Quốc, tay đua mang số đeo 31, cùng với một tay đua của gạch phân bón con voi Bình Dương. Đó là những chia sẻ ngắn mà chúng tôi cũng đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Và bây giờ thì một quý vị và các bạn cùng quay trở lại với diễn biến chính thức trên đường đua đến từ vận động viên Quốc Việt. Vâng, cảm ơn vận động viên Công Phán cũng đã có những nhận định và cũng như sâu sắc về chuyên môn. Và chúng tôi sẽ trở lại với Công Phán ở Vật Đích. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại với đường đua và phần bình luận của Quốc Việt nha. Và một lần nữa thì Quốc Việt xin mời quý vị chúng ta đã vào xem rồi thì chỉ có một việc thôi, là việc đang nhờ quý vị chúng ta hãy like và chia sẻ đoạn livestream lên thật nhiều để giúp cho quý vị khán giả và cũng như cả nước chúng ta và cũng như là các nước bạn đều được theo dõi xem livestream trực tiếp trên các kênh fanpage và cũng như diễn biến cuộc đua hấp dẫn đang được diễn ra. Và bây giờ chúng ta sẽ đến trở lại với phần chuyên môn. Trước mặt cho chúng ta được thấy đây là hình ảnh của các nguyên liệu ở trong nhóm sau. Như vậy là ở trong nhóm sau họ cũng đã vừa kết thúc đổ đèo Phú Hiệp xong. Xin lỗi, đổ đèo đổ dốc Lan Anh xong. Và bây giờ họ đang tăng tốc ở trong nhóm phía sau. Còn ở trong nhóm đầu thì như vậy là đã có hình thành lên 4 vận động viên. Như vậy là một vận động viên số đeo 173 của đội gạch phân bón con voi Bình Dương cũng đã vừa bám đuôi kịp với các vận động viên đang đi đầu. 173 đó là vận động viên Quách Thị Phương Thanh. Như vậy là Quách Thị Phương Thanh người cũng đã nỗ lực hết sức mình qua ở ngọn dốc Lan Anh và sau đó họ vận động viên này đã bám kịp và đi cùng với vận động viên Quách Thị Phương Thanh, đó là vận động viên số đeo 31 cũng đã vừa nhập vào top đầu. Số đeo 31 là Chiêu Xin Hiu, đó là của câu lạc bộ đến từ Taiwan. Như vậy là top đầu chúng ta đang hình thành lên 5 vận động viên. Xin nhắc lại là trong top đầu chúng ta đang hình thành 5 vận động viên rồi. Xin điểm lại người đang dẫn đầu, đó là vận động viên số đeo 13 là vận động viên Samrat. Xin lỗi, số đeo 13 đó là vận động viên Chanivon của đội tuyển Thái Lan. Số đeo 162 đó là vận động viên Trần Thị Tuyết Đường của đội tuyển Mỹ Hoa Xe. Vận động viên số đeo 115 đó là vận động viên Trần Thị Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang. Vận động viên số đeo 173 đó là vận động viên Quách Thị Phương Thanh của đội gạch phân bón con voi Bình Dương. Và vận động viên số đeo 31 đó là vận động viên Hy Sinh của đội Đài Loan. Đó là 5 vận động viên đang có mặt ở trong nhóm đi đầu. Ở đây là hình ảnh mà chúng tôi đang được gửi đến quý vị xem những live cam rất đẹp, được lấy toàn cảnh ở trong nhóm phía sau. Như vậy là các vận động viên chúng ta sẽ chuẩn bị đến ngay tại mức sprint thứ hai của trận đấu ngày hôm nay, đó là ngay tại ủy ban nhân dân của huyện Đức Trọng. Như vậy là người đang dẫn đầu kéo đó là số đeo 31 của đội tuyển Đài Loan, đó là vận động viên Chiêu Sen Hy Sinh. Như vậy là bắt kéo của vận động viên này chỉ khoảng 100m và sau đó đã nhường lại cho vận động viên số đeo 13 là Chanivon của đội tuyển Thái Lan. Như vậy là khoảng cách đã được nới rộng ra là 1 phút rồi. Thầy vừa trọng tài đã vừa thông báo là 1 phút. 1 phút
giữa top 5 vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau. Và mọi người ơi, đã vào xem rồi thì rất mong mọi người ta hãy làm chia sẻ một lần nữa nha. Còn bây giờ là Việt sẽ dành tặng cho mọi người vài phút để chào hỏi lại với nhau nha. Rồi, xin chào anh Lưu Tình nha, xin chào anh Bảy Phước, xin chào Phúc Thịnh nha, xin chào anh Tài Phát, xin chào anh Tấn Phan. Mọi người ơi, đã vào xem rồi thì chào lại VS đi nha. Rồi, xin chào bạn Thanh Ngô nha, xin chào Toàn Nguyễn, xin chào bạn Nguyễn Hữu Phước nha. Chúng ta thấy thì năm cô gái vẫn đang dẫn đầu và họ đang thay phiên đi điều với nhau. Vừa rồi là chúng ta đã thấy là viên Trần Thị Tuyết Nương là người đang lôi kéo xong và đã thay tài lại, nhường lại cho vận động viên hy sinh của vận động viên đến từ Đài Loan. Còn đây là diễn biến ở trong nhóm sau. Ở nhóm sau thì chúng ta đang thấy là có áo vàng, áo xanh, áo đỏ đều đang bám sát ở trong nhóm đông này. Và họ đang vẫn đi với duy trì với tốc độ là đều tầm khoảng 35-36 km/h mà thôi. Như vậy là cho thấy là đến thời điểm này các vận động viên đang thông lại phía sau đã nhờ sự tiếp tế của mình để lên truyền dẫn năng lượng và cũng như là nước. Vận động viên đang thông các câu lạc bộ như là Singapore và cũng như là Thái Tăng. Quay trở lại với diễn biến của năm cô gái đang dẫn đầu, vẫn với những nguồn quay rất nhiều, đang duy trì tốc độ là tầm khoảng 36-37 km/h. Chúng ta đang thấy thì vận động viên Chanibon là người đang miết mài lôi kéo ở trong nhóm đi đâu. Xin nhắc lại, ở trong nhóm này thì thành tích tốt nhất gần với chiếc áo vàng đó là vận động viên Trong Thị Tuyết Nương. Lại thời gian mà vận động viên Trần Thị Tuyết Nương thua với áo vàng đó là với thời gian 5 phút 26 giây. Như vậy là không còn khoảng vài km nữa thôi thì các vận động viên sẽ đến ngay tại Muxurin thứ hai, ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng. Và sau khi kết thúc ở Muxurin thứ hai này thì các vận động viên sẽ thi đấu khoảng hơn 15 km nữa là sẽ đến chân đèo Mimosa. Và đó là một điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận đấu ngày hôm nay, khi mà các vận động viên phải chinh phục qua ngọn đèo Mimosa dài khoảng 10 km. Và sau khi lên đỉnh đèo Mimosa thì từ đỉnh về đến đích chỉ còn khoảng 2.5 km mà thôi.
thưa quý vị và các bạn thân mến, vì xin cập nhật lại và cũng như có việc hơi sai sót về bảng tổng sắp, vì có thể nói là trong nhóm này 5 vận động viên thì vận động viên Chani Bon của đội tuyển Thái Lan là người có thời gian gần nhất với áo vàng. Như vậy là theo như việc xin lỗi quý vị là cầm trên kết quả hơi sai, và bây giờ là việc đã cầm lại kết quả đúng thật sự rồi. Xin nhắc lại là vận động viên Chani Bon của đội tuyển Thái Lan đang thua với áo vàng là 16 giây. Chính vì thế mà chúng ta đã thấy thì vận động viên Chani Bon đang quyết tâm và cũng như miệt mài lôi kéo ở trong nhóm đi đầu này. Đây có thể nói là một cuộc quán đổi áo vàng trong thành phần cũng như đồng đội của đội tuyển Thái Lan giữa vận động viên Samrat Ferin và cũng như là vận động viên Chani Bon. Một lần nữa bác Việt xin lỗi quý vị hơi có sự nhầm lẫn ở đây nha. Và việc đã đứng chính lại thì vận động viên Chani Bon là người đã có thành tích tổng sắp sau 3 trận đứng ở vị trí thứ 7 và đang thua với áo vàng là 16 giây. Chính vì thế chúng ta thấy thì vận động viên Chani Bon họ đang kéo rất tốt và cũng như là biết may. Và hãy chờ đợi phần chính xác từ phía trọng tài báo cáo về thời gian giãn cách ra xa thì với thời gian là bao nhiêu. Chúng ta đã thấy thì vận động viên Hy Sinh của đội Đài Loan vẫn đang miệt mài kéo rất tốt. Như vậy là trong nhóm này thì chúng ta đã thấy thì vận động viên Trần Thị Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trợ Giang đang nằm lại phía sau. Đây có thể nói là thời điểm cô đang dưỡng sức và cũng như để cho chủ động từ phía Chani Bon làm việc. Vì đối với vận động viên Trần Thị Thùy Trang thì không cần phải lên làm việc. Và người đang làm việc tích cực đó là vận động viên Chani Bon đang loại bỏ các vận động viên mạnh leo đèo ở phía sau. Đây có thể nói là một cuộc hoán đổi rất hay từ phía của đội tuyển Thái Lan. Hello, một nữa xin chào anh Huỳnh Kim Toàn nha. Xin chào bạn Nguyễn Hùng Phước nha. Xin chào anh Thiên Minh, xin chào anh Trần Phong nha. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được cả đoàn đông ở phía sau. Có thể thấy là cả đoàn đông phía sau đang duy trì với tốc độ là điều. Như vậy là theo như đến thời điểm này các vận động viên sẽ còn cách đích ngay tại thành phố Đà Lạt là khoảng 35 km nữa. Như vậy là các vận động viên chúng ta còn vài km đó thôi sẽ đến ngay tại mức xuyên thứ hai. Và vậy đây là hình ảnh của tấp đông phía sau. Như là tốp đông ở phía sau thì chúng ta đã thấy có vài vận động viên đã tấn công. Nhưng sau đó các vận động viên của đội tuyển Thái Lan họ cũng đã bám đuôi kịp rồi. Với việc nhiệm vụ của Thái Lan, các vận động viên ở sau họ sẽ giữ người và tạo điều kiện thuận lợi cho vận động viên đồng đội của mình ở phía trên, đó là Chani Bon đi ở trong nhóm đi đầu. Thank you.
Alo mọi người ơi, mọi người ơi, đã vào xem rồi thì rất mong người ta hãy like chia sẻ mọi người ơi, hãy chào lại bé đi nào. Rồi xin chào bạn Minh Hải nha, bạn Minh Hải có nhắn là lắc quá Bình Lực ơi. Thì có thể nói là ở khu vực sống hơi yếu cho nên là thông cảm nha bạn nha. Rồi một lần nữa xin chào anh Hoàng Năng nha. Xin chào anh Bảy Xe Nguyễn nha. Chúng ta thấy được đây là hình ảnh của các vận động viên đang ở trong nhóm sau. Ở nhóm sau thì chúng tôi đã thấy thì ekip của đội tuyển Thái Lan đang kiểm soát tốt đoàn đua ở phía sau. Rồi xin chào anh Trung Tần nha. Như vậy là còn khoảng 3 km nữa thôi là sẽ đến ngay tại Mức Xuyên. Như vậy là top đầu 5 vận động viên sẽ còn cách ngay tại Mức Xuyên là 3 km nữa mà thôi. 3 km nữa. Như vậy là còn 3 km nữa thôi là 5 vận động viên đi đầu này sẽ đến ngay tại Mức Xuyên, ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng. Như vậy là trọng tài đã vừa thông báo thì hiện tại đang chia thành ra 2 top. Top đồng ở phía sau gồm có áo vàng, áo xanh, áo đỏ, áo trắng. Và khoảng cách ở top đồng phía sau đang thua với 5 vận động viên đang dẫn đầu. Đang duy trì là khoảng hơn 50 giây. Và ở trong nhóm đi đầu này, 5 vận động viên này đang gần với ở Mức Xuyên. Vẫn là hình ảnh của các cô gái ở trong nhóm đông. Và chúng ta đang thấy thì áo vàng đang nằm ở phía trên. Và các đồng đội của mình kiểm soát tốt và duy trì với tốc độ. Như vậy là còn 2 km nữa thôi là sẽ đến ngay tại Mức Xuyên. 5 cô gái thì còn 2 km nữa mà thôi. Như vậy là chúng ta thấy là những hình ảnh của các vận động viên nằm ở trong nhóm sau. Như vậy là đến thời điểm này có rất nhiều vận động viên đang tranh thủ xuống nhận lấy tiếp tế. Như vậy là một nữa thì trọng tài đã vừa thông báo là khoảng cách của 5 vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau vẫn đang duy trì là trên dưới 1 phút. Như vậy chúng ta đang trở lại với hình ảnh của 5 cô dẫn đầu. Vẫn là vận động viên Lee Sin đến từ Đài Loan, vận động viên Chenevon của đội tuyển Thái Lan. Số đề 162 là Trần Thị Tuyết Nương của đội tuyển VBC Bình Dương. Và 115 là Trần Thị Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang. Và số đề 173 là vận động viên Quách Thị Phương Thanh của đội Gạch Phân Bố Con Voi Bình Dương. Như vậy là còn khoảng 500 mét nữa mà thôi. 500 mét nữa là sẽ đến ngay tại Mức Xuyên.
ngay tại Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, và chúng ta xem là trong số 5 cô gái này ai sẽ được rút thắng ngay tại bước xuyên này. Và chúng ta thấy thì vận động viên Chadibon của đội tuyển Thái Lan đã thông là biết sau. Và vận động viên Trần Thị Tuyết Lương đã vươn lên rồi. Và chúng ta hãy chờ xem ai người rút thắng đây. Như vậy là Quách Thị Phương Thanh. Quách Thị Phương Thanh là người đã ra cúng chương đầu tiên. Và sau đó là vận động viên Chadibon đã bám đuôi kịp. Và ở phía sau là vận động viên Trần Thị Thị Trang. Như vậy là Caro cũng đã phất lên rồi. Như vậy là chúng ta đã thấy là vận động viên Trần Thị Thị Trang, Chadibon, Quách Thị Phương Thanh. Như vậy là ba vận động viên đang song song với nhau. Và chúng ta hãy chờ xem đó là vận động viên nào đây. Rất xích sao, rất xích sao. Như vậy có vẻ như là vận động viên Trần Thị Thị Trang. Trần Thị Thị Trang là người đã cán ở bước sprint thứ hai này. Và bởi vì đó là vận động viên Chadibon. Với việc ở bên cuối cùng, vận động viên Trần Thị Thị Trang đã đẩy xe, đã ăn với vận động viên Chadibon trong gang tấc mà thôi. Đó là thay mắt thường của S. Còn chúng ta hãy chờ xem phần kết quả chính xác từ phía trong tay. Như vậy là hai mức sprint ở trận thi đấu thứ tư ngày hôm nay đều cũng đã được các vận động viên thể hiện qua màn nước rút cũng đã xong. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị hướng đến chân đèo Momisa. Như vậy là từ ở huyện Đức Trọng này cho đến chân đèo Mimosa là khoảng 15 km. Và chúng ta hãy chờ xem sau khi vào đèo thì các cô gái ở trong nhóm đầu này họ sẽ thể hiện với màn leo đèo như thế nào, và đặc biệt là ở trong nhóm sau với việc Samrat Ferrin và cũng như là Soko cũng như là Nguyễn Thị Thu Mai và vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh sẽ thi đấu như thế nào. Xin nhắc lại về bảng tổng sắp sau 3 trận thì vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai đứng ở vị trí thứ nhì, đang thua với áo vàng là Samrat Ferrin với thời gian là 4 giây. Và Soko Kasiki của đội Vivace Bình Dương cũng thua với áo vàng là 4 giây. Và Bùi Thi Quỳnh của đội tuyển Vivace Bình Dương cũng thua với áo vàng là 8 giây. Và vận động viên Suvin cũng đang thua với áo vàng là 9 giây. Và Nguyễn Thị Thi đang thua với áo vàng là 15 giây. Tuy nhiên ở trong nhóm đầu với 5 vận động viên này, như việc đã nhắc trước đó, thì vận động viên Chadibon của đội tuyển Thái Lan số đeo 13 là người có thời gian gần nhất với áo vàng đồng đội của mình là 16 giây. Chính vì thế chúng ta đang thấy thì vận động viên Chadibon nằm ở trong nhóm đầu là người đang làm việc rất tích cực. Đây có thể nói là việc hoán đổi với áo vàng. Với việc vận động viên Samrat Ferrin ở phía sau sẽ kèm kẹp rất sát với vận động viên Soko và Đinh Thị Như Quỳnh và Nguyễn Thị Thu Mai. Và bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi cho đồng đội của mình ở phía trên, đó là vận động viên Chadibon của đội tuyển Thái Lan. Như ngày hôm qua thì một ngày thi đấu rất tuyệt vời của đội tuyển Thái Lan. Như vậy là hình ảnh chúng ta đã thấy là vận động viên Trần Thị Thị Trang đã rút thắng vận động viên Chadibon ngay tại mức sprint thứ hai ngay tại huyện Đức Trọng. Và đó là hình ảnh quay chậm là chúng ta đã thấy vận động viên Thùy Trang đã đẩy xe ở bên cuối cùng, đã ăn vận động viên Chadibon trong gang tấc mà thôi. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy quay chậm lại vận động viên Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang
đã có một cú đẩy xe rất hay ở mét cuối cùng để nhằm cán đích đầu tiên. Có thể nói là vận động viên Trần Thị Thùy Trang là một trong những vận động viên mà Việt luôn được nhắc đến ở giải đại hội thể dục thể thao. Cô đã giành tấm huy chương bạc và chúng ta cũng được biết thì huấn luyện viên ông Ngô Quốc Tiến đang đào tạo cho huấn luyện viên này là một trong những huấn luyện viên sẽ kế thừa đàn chỉ của mình là Nguyễn Thị Thật. Quay trở lại với diễn biến mà chúng ta đang thấy vẫn là Chadebon là người đang kéo rất miệt mài. Những ngày hôm qua thì cuộc lật đổ chiếc áo vàng từ vận động viên Jutatis xuống tại đua Samrat Ferin, và ngày hôm nay thì chúng ta đang thấy thì kịch bản đang sắp được diễn ra trở lại khi mà vận động viên Chadebon là người đang dẫn đầu và người đang có thời gian gần nhất với áo vàng là 16 giây. Như câu nói mà chúng ta hay thường nói là lọt sàn phải xuống nia. Đội tuyển Thái Lan đã thi đấu rất hay, họ đã hoán đổi với nhau. Rồi một lần nữa thì Quốc Huy xin chào quý vị khán giả đang theo dõi live stream trực tiếp giải đua xe đạp quốc tế Bình Dương tranh cúp Vinwasa. Và đây là trận thi đấu thứ tư, xuất phát từ thành phố Bảo Lộc tiến về thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Đường dài là 110 km và các cô gái của chúng ta đã thi đấu qua huyện Đức Trọng. Và trước mắt là các vận động viên của chúng ta sẽ còn khoảng hơn 10 km nữa thôi là sẽ đến ngay tại chân đèo Mimosa. Đó là ngọn đèo mà các vận động viên chúng ta sẽ chinh phục ngày hôm nay, và cũng như là ngọn đèo sẽ tranh chấp các số điểm áo đỏ. Nhắc lại về điểm áo đỏ thì tổng sắp sau 3 trận và cũng như là kết thúc trận thi đấu thứ 3 ngày hôm qua thì vận động viên Samrat Ferin của đội tuyển Thái Lan là có số điểm cao nhất là 30 điểm và xếp thứ nhì trên điểm áo đỏ là vận động viên Soko Kasiki của đội tuyển Vinwasa Bình Dương, và xếp ở vị trí thứ 3 là vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai là 20 điểm. Như vậy là chúng ta đã thấy ở trong nhóm sau các vận động viên cũng đang làm việc rất tích cực. Còn đây là ở trong nhóm đi đầu vẫn là năm cô gái đang kéo miệt mài. Như vậy là chúng ta đang thấy thì lên ở con dốc thì vận động viên Chanabin của đội tuyển Thái Lan là người đã bỏ yên xe để tạo nên tốc độ. Rồi, xin chào bạn Trần Xu Há nha. Xin chào anh Bình Gôi. Xin chào anh Nho Đạt nhé, xin chào anh Nhật Nguyễn. Mọi người đã vào xem rồi thì rất mong người ta hãy like và chia sẻ mọi người ơi, mọi người ơi. Là điều kiện thời tiết đến thời điểm này vẫn đang rất tốt. Bên ngoài là nắng nhẹ, nhiệt độ là khoảng 25-26 độ C mà thôi. Tuy nhiên sức gió là khoảng hơn 5 km/h. Các vận động viên đang thi đấu là gió thổi tạt ngang. Và trước mắt là năm vận động viên này cách chân đèo khoảng 10 km nữa mà thôi.
ở trong nhóm đầu này thì các vận động viên luôn được tạo ra đến thời điểm này khoảng 35 km giờ mà thôi. Có thể nói là tốc độ đang bị chung lại rồi. Vậy là chúng ta đang được thấy thì trên màn nhỏ của các bạn đây là áo vàng số đeo 12 Samrat Berin và cũng như là áo xanh Du Khách Tích là bản sắc nằm ở trong top đông này. Chúng ta được thấy thì vận động viên Du Khách Tích tổng sắp sau 3 trận thì vận động viên này đang tạm thời mặc áo xanh và đang có số điểm trong tay của mình là 35 điểm và xếp ở vị trí thứ nhì đó là vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai với 31 điểm. Như vậy là chúng ta đang thấy thì đến thời điểm này ở trong nhóm sau các cô gái của đội tuyển BWC và cũng như là gạch không bóng con qua Bình Dương đang làm việc ở phía sau. Chúng ta thấy thì áo vàng cũng như là áo chấm đỏ Samrat Berin và cũng như là Soko đang đi cùng với nhau. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cho xem màn so tài kịch tính của hai vận động viên này giữa vận động viên Samrat Berin của đội tuyển Thái Lan và cũng như là vận động viên áo chấm đỏ đang mặc tạm thời đó là vận động viên Soko của đội tuyển BWC. Rồi xin chào Long Phạm nhé, không biết là Long Phạm có lên Đà Lạt đón đồng đua hay không. Long Phạm là một trong những vận động viên đã từng thi đấu xe đạp chuyên nghiệp và tham gia rất nhiều giải, phải nói là đến thời điểm này gọi là cựu vận động viên rồi. Chúng ta thấy thì máy kéo đang thuộc về vận động viên Chanibon của đội tuyển Thái Lan. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy chờ xem là ý đồ của đội tuyển Thái Lan có đúng như vậy hay không, có được thực hiện hay không khi mà họ đang hoán đổi cho vận động viên Chanibon lên mặc áo vàng. Đó chính là họ để cho vận động viên Chanibon nằm đi ở tấp đầu. Trong số 5 vận động viên này thì Chanibon là người đang có số giờ gần nhất với áo vàng, đang thua với áo vàng chỉ là 16 giây mà thôi. Còn đối với vận động viên Trần Thị Tuyết Nương thì thua với áo vàng đã hơn 5 phút rồi. Chúng ta đang thấy thì áo vàng vẫn đang nằm ở phía sau. Còn đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy là các cô gái của đội tuyển BWC và cũng như là gạch không bóng coi Bình Dương đang là người làm việc tích cực ở phía sau. Thì có thể nói là vào thế này thì đang có, phải nói là có lợi cho đội tuyển Thái Lan nhưng mà sẽ bất lợi cho đội tuyển BWC khi mà các vận động viên mạnh của họ đều đang bị kèm kẹp nằm phía sau. Chính vì thế ông Bành Chấn Quyền đã cho các học trò của mình đang lôi kéo cả đoàn đông ở phía sau. Như vậy là trọng tài đã vừa thông báo là 1 phút 5 giây. Như vậy là vận động viên Quách Thị Phương Thanh ở trong nhóm đầu đã có vẻ như gớt rồi phía sau rồi. Với việc áp lực của vận động viên Chanibon đã tạo được tốc độ cao ở ngọn dốc này. Và sau đó là vận động viên Quách Thị Phương Thanh của đội tuyển gạch không bóng của Bình Dương đã rất là phía sau.
Tuy nhiên thì vận động viên Trần Thị Thị Trang cũng đã thấm mệt, đã rất là phía sau luôn rồi. Như vậy là Trần Thị Thị Trang đã rất là phía sau và đang có vẻ như vận động viên này đang nhờ sự tiếp tế từ phía đồng đội của mình cũng như là huấn luyện viên của mình để lấy năng lượng, và sau đó cô sẽ cố gắng để bắt kịp với nhóm phía đầu. Như vậy là với việc nỗ lực của mình thì vận động viên Thùy Trang đã trở lại nhóm đông rồi, nhóm của ba vận động viên và cũng như hợp lại thành bốn vận động viên nằm ở tấp đầu. Như vậy là vận động viên Quách Thị Phương Thanh đã chính thức rớt lại phía sau. Rồi, xin chào anh Ngô Thuận nha, chuẩn bị gặp anh Ngô Thuận ở Phan Thiết nha. Chúng ta đang thấy thì vận động viên đến từ Đài Loan có thể nói là đang kéo rất miệt mài. Tổng sắp sau 3 chặng, vận động viên số đeo 31 đó là Chiêu Xin Hay Xin đang thua với thời gian áo vàng là 10 phút 17 giây. Tuy nhiên chúng ta đang thấy thì vận động viên số đeo 31 của đội tuyển Đài Loan đang cố gắng để cải thiện lại thành tích của cá nhân của mình. Dẫn chứng là cô đang kéo rất tốt ở trong nhóm đi đầu. Và bây giờ máy kéo lại thuộc về vận động viên Jenny Bon của đội tuyển Thái Lan. Như vậy là còn khoảng gần 5 km nữa thôi là các vận động viên sẽ đến chân đèo Mimosa. Nhắc lại là các vận động viên sẽ còn khoảng 5 km nữa thôi. 5 km nữa. 5 km nữa thì các vận động viên sẽ lọt vào chân đèo Mimosa. Và đó là một ngọn đèo sẽ diễn ra cuộc cạnh tranh quyết liệt của các vận động viên. Chúng ta còn nhớ thì đèo Mimosa có thể nói là đã rất lâu rồi thì cuộc đua xe đạp chuyên nghiệp mới chinh phục cung đường đèo này. Có thể nói là từ cuộc đua xe đạp cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh 2004 cho đến thời điểm này thì các bóng hồng mới quay trở về lại với đoạn đèo Mimosa này. Bình thường thì các vận động viên thường chinh phục ngọn đèo Grand để đến thành phố Đà Lạt, nhưng hiện tại thì ngọn đèo Grand đang đóng cửa và sửa chữa lại. Chính vì thế ngọn đèo Mimosa sẽ áp dụng vào trận thi đấu thứ tư này. Và chúng ta đang thấy thì hình ảnh của vận động viên áo chấm đỏ đó là vận động viên Soko kết thúc ở trận đấu ngày hôm qua. Thì Soko của đội tuyển BYC Bình Dương đứng ở vị trí thứ nhì với trong tay của mình là 25 điểm và đang thua với vận động viên Samrat là 5 điểm. Mặc dù đến thời điểm này thì vận động viên Samrat đang là người mặc áo vàng, chính vì thế vận động viên Soko là người tạm thời mặc nắm giữ giùm cho vận động viên Samrat. Là trọng tài đã vừa thông báo là khoảng cách của 5 vận động viên này so với cả đoàn 4 vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau là 1 phút 15 giây. 1 phút 15 giây. Mọi
mọi người ơi, mọi người hãy chia sẻ cho hết mọi người ơi. Đến thời điểm này thì có thể nói là chưa đủ 1k được xem luôn. Mọi người hãy vào xem nhiều giùm hết mọi người ơi, hôm nay đủ cho 1k được xem nào. Chia sẻ mọi người ơi, chia sẻ mọi người ơi. Như vậy là trên màn nhỏ chúng ta được thấy thì các vận động viên đang chuẩn bị chinh phục ở ngọn dốc tiếp theo. Sau khi kết thúc ở ngọn dốc này thì các vận động viên sẽ thi đấu đường băng về đến chân đèo Mimosa. Vẫn là máy kéo đang thuộc về vận động viên Chanebon, đang kéo rất miệt mài. Và hãy chờ xem là các cô gái của đội tuyển Biwa Xe Bình Dương ở nhóm sau và cũng như là Gạch Phong Bó của Bình Dương sẽ hợp sức lại với nhau để tạo nên tốc độ để nhằm ra bám đuổi kịp với bốn vận động viên đang đi đâu. Chỉ có thể nói là đang diễn biến tình huống đến thời điểm này là điều bất lợi cho đội tuyển Biwa Xe về tranh chấp áo vàng. Ta vẫn đang thấy với hình ảnh của cô gái Soko đến từ Nhật Bản đang đầu quân cho ekip đội tuyển Biwa Xe Bình Dương. Bên cạnh đó thì chúng ta đã thấy có sự hợp sức của ekip tập đoàn Lộc Trần An Giang cùng với Biwa Xe để tạo nên tốc độ để nhằm bám đuôi kịp với nhóm đi đầu. Chỉ có thể nói là ngoài đội tuyển Biwa Xe bất lợi thế thì bên cạnh đó còn có đội tập đoàn Lộc Trần An Giang, khi mà Nguyễn Thị Thu Mai cũng đang bị kèm kẹp nằm ở phía sau. Như vậy là áo vàng chúng ta đang thấy thì vận động viên số 12 đã thi đấu rất thoải mái và đang dưỡng sức nằm ở phía sau. Dựa vào hai ekip như là Biwa Xe và cũng như tập đoàn Lộc Trần An Giang đang làm việc ở nhóm sau. Và ở trong nhóm đầu thì chúng ta đang thấy thì vận động viên của đội tuyển Thái Lan cho thấy vẫn đang thi đấu rất hào hứng và cũng như rất quyết tâm, kéo rất miệt mài để có một khoảng cách ra xa hơn nữa so với cả đoàn đông phía sau. Và trước mắt các cô gái này sẽ còn vài km nữa thôi là sẽ đến chân đèo Mimosa. Chúng ta nên nhớ là sau khi lên đỉnh đèo Mimosa thì từ đỉnh đèo cách về đích ngay tại cung đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt thì khoảng 2,5 km mà thôi. Chính vì thế nếu như ở tấp đầu này lên đỉnh đèo xong thì chắc chắn là họ sẽ về đích đầu tiên, khi với một khoảng cách quá gần từ đỉnh đèo cho đến khi về đích. Rồi, một lần nữa thì Quốc Huy xin chào mọi người nha. Xin chào Lưu Tình nha. Xin chào bạn Lương Tính nha. Xin chào một lần nữa anh Ngô Thuận nha. Xin chào Minh Tiến mọi người ơi. Xin chào lại BS một lần nữa đi mọi người ơi. Mọi người ơi, chào lại BS một lần nữa mọi người ơi. Rồi, xin chào anh Trinh Trần nha.
vậy là tốc độ ở trong nhóm đi đầu chúng tôi đã thấy thì có thể nói là đẩy lên cao hơn trước đó rồi. Chỉ có thể nói là từ ở đoạn đường này cho đến vào chân đèo thì có những ngọn đổ rất dài. Và đây là điều kiện để cho trong nhóm đầu và đặc biệt là riêng Chanibon sẽ tạo nên tốc độ cao. Rồi xin chào bà anh Huỳnh Kim Toàn nha. Rồi xin chào ship Vinh Ngô nha. Hiện tại thì chúng ta đang thấy thì ở trong nhóm đi đầu vẫn là 4 vận động viên. Đó là vận động viên số đeo 31 là hy sinh của đội Taiwan. Vận động viên số đeo 13 là Chanibon của đội tuyển Thái Lan. Vận động viên số đeo 162 là vận động viên Trần Thị Tuyết Hương của đội tuyển BYC Bình Dương. Vận động viên số đeo 115 là Trần Thị Thùy Trang của đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang. Và trong số 4 vận động viên này thì vận động viên Thái Lan Chanibon là vận động viên có thành tích tốt nhất và thời gian gần nhất với áo vàng là 16 giây. Còn vận động viên Trần Thị Tuyết Nương đang thua với áo vàng là hơn 5 phút 6 giây. Như vậy là chúng ta đã thấy thì vận động viên hy sinh của Taiwan và cũng như là vận động viên Chanibon của tuyển Thái Lan đang cùng với nhau tạo nên tốc độ rất cao. Có thể nói là tốc độ cho đến hôm nay đang được đẩy lên là hơn 40 km/h. Ở trong nhóm này thì chúng ta đang thấy thì vận động viên Trần Thị Thùy Trang chỉ cố gắng đeo bám vào phía sau mà thôi. Chỉ có thể nói là đồng đội của vận động viên Trần Thị Thùy Trang tập đoàn Lộc Trợ An Giang đang làm việc ở phía sau. Như vị đã nói thì với tình thế như thế này thì điều đang bất lợi cho đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang và bên cạnh đó kể cả là đội BYC Bình Dương. Khi mà vận động viên áo vàng Samrat Ferin ở phía sau, họ đã giữ chân các vận động viên leo đèo tốt ở phía sau như là Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi hay là Soko đều đang nằm kẹt ở phía sau hết rồi. Chính vì thế đây là thời điểm mà chúng ta được biết là hai ekip BYC và cũng như tập đoàn Lộc Trợ An Giang họ đang hợp tác lại với nhau. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy tập đoàn Lộc Trợ An Giang họ đang lên lôi kéo. Và bên cạnh đó còn có vận động viên đến từ Malaysia. Đó là vận động viên Zubin. Như vậy là hiện tại các vận động viên đang thi đấu là gió xuôi. Thời tiết vẫn đang ủng hộ các vận động viên. Nhiệt độ là khoảng 25-26 độ C. Bên ngoài là nắng nhẹ. Và đang thi đấu là gió xuôi. Chính vì thế các vận động viên đang tạo nên tốc độ hơn 40 km/h. Như vậy đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy là các cô gái của đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi, Lâm Thị Kim Ngân đang làm việc ở phía sau. Bên cạnh đó còn có như là Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh và Soko. Còn đối với vận động viên áo vàng Samrat Ferin thì đang được có thể nói là thoải mái và đeo bám ở phía sau. Như vậy là chúng ta ta thấy thì đây là hình ảnh ở trong tấm sau. Họ bảo rằng duy trì với tốc độ rất tốt. Còn ở trong nhóm phía đầu thì các vận động viên chuẩn bị đến chân đèo Mimosa.
Như vậy là khoảng cách mà trọng tài đang thông báo là 40 giây. 40 giây. Như vậy là ở tấp sau đã thu ngắn rồi, bởi việc hai ekip đã hợp tác lại với nhau. Trọng tài chém trên nước thôi. Rồi, cảm ơn. Như vậy là các vận động viên ở trong nhóm đi đầu họ chuẩn bị đến trạm thu phí, tức là từ trạm thu phí cách ở trước đèo Mimosa sẽ còn khoảng hơn 1 km nữa mà thôi. Như vậy là khoảng cách của 4 vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau là 40 giây. Ở nhóm đầu chúng ta vẫn đang thấy là vận động viên Chaderborn của đội tuyển Thái Lan đang làm việc rất tích cực. Còn nhóm sau thì thành phần của đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang cũng như là Vinwasa Bình Dương đang cùng hợp sức lại với nhau để tạo nên tốc độ để nhằm bám đuôi kịp với 4 vận động viên đang đi đầu. Như vậy là đoàn đua của chúng tôi, đặc biệt là ở trong nhóm đầu, đã đến ngay tại trạm thu phí của Định An, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đây là trạm thu phí cách chân đèo Mimosa khoảng hơn 1 km. Như vậy là cuộc chiến sẽ được diễn ra sôi nổi và kịch tính sắp được diễn ra rồi. Và mọi người đã vào xem rồi thì rất mong người ta hãy like và chia sẻ. Mọi người ơi, chia sẻ mọi người ơi. Chúng ta đang chuẩn bị xem phần kịch tính và hấp dẫn. Như vậy là trong tấp sau cũng đã đến ngay trạm thu phí rồi. Khả năng là ở trong tấp sau sẽ cố gắng đưa vào bắt kịp với nhóm đi đầu. Ở nhóm đầu thì vẫn là vận động viên Chaderborn đang làm việc rất tích cực và đang tạo nên tốc độ cao. Còn ở nhóm sau thì ekip của đội tuyển Vinwasa và tập đoàn Lộc Trợ An Giang đang làm việc quyết tâm để bám đuôi kịp với 4 vận động viên đang đi đầu. Thì có thể nói là khoảng cách đã thu ngắn còn 40 giây mà thôi. Tuy nhiên các vận động viên sẽ còn cách đích đúng 1 km nữa mà thôi. 1 km nữa là sẽ đến ngay tại chân đèo Mimosa. Ở nhóm sau thì chúng ta vẫn đang thấy là vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh, Soko Kakishi của đội tuyển Vinwasa Bình Dương đang đi chung với nhau. Và ở phía sau là vận động viên Samrat Ferin của đội tuyển Thái Lan. Và ở trên nữa là ekip của đội tập đoàn Lộc Trợ An Giang, cùng với những cái tên như là Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân. Như vậy là các cô gái ở nhóm đi đầu của chúng ta đang dần tiến đến chân đèo Mimosa. Xin nhắc lại, ngọn đèo Mimosa dài khoảng 10 km. Và sau khi lên đỉnh đèo thì từ đỉnh đèo cách về đích sẽ còn phải 2,5 km mà thôi. Chính vì thế các cô gái sẽ cố gắng quyết tâm để chinh phục ngọn đèo Mimosa này. Đối với các cô gái Việt Nam của chúng ta thì họ đã quá quen thuộc với ngọn đèo Mimosa khi đã có nhiều ngày được tập huấn ở Đà Lạt này. Còn đối với các đội nước ngoài
thì đây có thể nói là lần đầu tiên họ được chinh phục ngọn đèo Mimosa. Như vậy là còn vài trăm mét nữa thôi là các vận động viên sẽ đến chân đèo Mimosa. Cả tấp đông ở phía sau, họ vẫn đang được đeo bám bởi ekip tập đoàn Lộc Trời An Giang và cũng như là Vinh Xe Bình Dương ở phía trên, là những đầu tàu kéo để đưa cả đoàn đông phía sau bắt kịp với bốn vận động viên đang đi đâu. Đây là hình ảnh mà bốn cô gái chuẩn bị đến chân đèo Mimosa. Và như vậy là vận động viên Trần Thị Thị Trang của đội tập đoàn Lộc Trời An Giang số đèo 115 đã ở rất là phía sau rồi. Đúng là như vậy, khi mà không được đánh giá cao về khả năng leo đèo thì ekip của tập đoàn Lộc Trời An Giang họ đã mất lợi thế rất nhiều. Chính vì thế họ đang làm việc tích cực ở phía sau. Nhưng cũng may mắn là đến thời điểm này thì đội tập đoàn Lộc Trời An Giang cũng đã giành bất kịp rồi. Theo như việc quan sát thì ngoái lại phía sau giữa bao đội vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau chỉ khoảng là 20 giây mà thôi. Ở phía sau thì chúng ta đang thấy là đội tuyển BYC cũng như là gạch phong bóng và vôi Bình Dương đang làm việc ở phía sau. Như vậy là ba cô gái ở trong nhóm mới đầu đã chính thức đến chân đèo Mimosa. Đây là ba cô gái Chani Bon, Trần Thị Tuyết Nương và Hy Sinh, là người đã vào đèo đầu tiên, vào chân đèo đầu tiên. Như vậy là đúng 10 giờ 45 thì các cô gái đã đến chân đèo Mimosa. Và đây là thời điểm mà chúng ta sẽ chờ xem sự quyết liệt cạnh tranh và cũng như những pha rượt đuổi để tranh chấp các điểm trên đèo Mimosa và cũng như tranh chấp về áo vàng và cũng như đồng đội. Vẫn là vận động viên số đèo 13 Chani Bon của đội tuyển Thái Lan là người đang lôi kéo rất miệt mài và đeo bám ở sau phong độ rất tốt, đó là vận động viên Trần Thị Tuyết Nương. Và ở sau đó là vận động viên Hy Sinh của đội Taiwan. Nhắc lại ngọn đèo Mimosa dài 10 km, và sau khi lên đỉnh đèo thì cách đỉnh đèo với đích thì khoảng 2,5 km mà thôi. Như vậy là theo như trọng tài thông báo thì khoảng cách của ba vận động viên này so với cả đoàn đông ở phía sau đã nới rộng ra lợi rồi, đã lên 30 giây. Như vậy là khoảng cách đã được nới rộng ra rồi. Sau khi vào chân đèo thì vận động viên Chanibon đã nằm được tốc độ. Như vậy có thể nói là đến thời điểm này thì các cô gái ở đang hỗ trợ cho những tay đua chủ lực của mình, là họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Và đây là thời điểm mà để cho vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi và cũng như là Đích Thi Nhất Quỳnh, Sô Cô và Bùi Thị Quỳnh, năm cô gái này cũng như là năm ứng viên này sẽ cố gắng tạo ra tốc độ cao để
bám đuôi kịp với nhóm đi đầu. Và đặc biệt là chúng ta sẽ được thấy là huấn luyện viên chắc chắn là Sam Rush là người sẽ tâm lý thoải mái và đeo bám với 5 huấn luyện viên này. Còn đối với 3 huấn luyện viên ở top trên cho đến thời điểm này thì chúng ta vẫn đang thấy là huấn luyện viên Chanebon vẫn đang miệt mài kéo rất tốt. Ở trong top đầu này, vận động viên Chanebon đang có rất lợi thế khi có một khoảng cách khoảng hơn 30 giây so với cả đoàn đông phía sau trước khi bao đèo. Vẫn là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được cả đoàn đông phía sau. Như vậy là các cô gái ở phía sau đang đưa vào đó là đến từ đội gạch phong 4 con quay Bình Dương, đang hỗ trợ rất tốt cho đội tuyển Mi Qua Xe. Chúng ta được biết thì ngọn đèo Mimosa dài 10 km, tuy nhiên khoảng 2 km đầu tiên đa phần là đường băng. Chính vì thế tận dụng ở đường băng này, vận động viên Chanebon đang tạo nên tốc độ cao. Và bây giờ các vận động viên đang đến ở ngọn dốc chính thức vào đèo Mimosa. Và đây là thời điểm mà các vận động viên phải nỗ lực hết sức mình. Như vậy là tốc độ đang bị chung lại sau khi lên ở ngọn dốc có độ cao gần 8%. Như vậy là đồng nghĩa với việc thì trọng tài cũng đã báo hiệu là các quyền sẽ còn khoảng 10 km nữa thôi là sẽ về đích ngay tại đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Đà Lạt. Và đồng thời các vận động viên sẽ không còn nhận tiếp tế nữa sau khi lọt vào còn 10 km cuối cùng. Và chúng ta đang thấy là vận động viên Chanebon và cũng như là vận động viên Trần Thị Tuyết Nương và Hy Sinh đang đều bám sát với nhau. Tuy nhiên với những vòng quay này thì không còn trơn tru như trước đây nữa. Chúng ta đang thấy là vận động viên Chanebon của đội tuyển Thái Lan là người đang dẫn đầu. Xin nhắc lại là vận động viên Chanebon là vận động viên tổng sắp sau 3 trận đứng ở vị trí thứ 6 và đang thua với áo vàng đồng đội của mình là 16 giây. Và đang có cơ hội để hoán đổi chiếc áo vàng giữa các tay đua Thái Lan với nhau, từ Sam Rush xuống cho tay đua Chanebon. Tốc độ mà ba vận động viên này đang duy trì ở trong nhóm đi đầu, đang duy trì tốc độ là tầm khoảng 15-16 km/h mà thôi. Chắc chắn là sau khi vào ở ngọn dốc thì các vận động viên ở trong nhóm sau họ sẽ túa ga tấn công. Đặc biệt là đối với cô gái như là Nguyễn Thị Thu Mai, Sô Cô, Đinh Thị Dư Quỳnh và Bùi Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Thi. Đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được ở trong nhóm sau. Như vậy là ở trong nhóm sau thì chúng ta đã thấy vận động viên Thái Lan đã vươn lên. Và sau đó là vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai đang đeo bám sát ở phía sau. Như vậy là ở trong nhóm ở phía sau chúng ta đang thấy là cả một đoàn đông. Vẫn chưa có động thái nào các vận động viên đã tấn công và cũng như tạo tốp. Như vậy là đã có vài vị trận rất là phía sau. Tuy nhiên ở trong nhóm đầu thì có thể nói là vận động viên Chanebon đang tạo nên tốc độ rất tốt. Có thể nói là vận động viên đang duy trì tốc độ trở lại là 19 km/h.
vẫn là vận động viên Chanibon của đội tuyển Thái Lan là người đang kéo rất miệt mài. Và cho thấy thì vận động viên 162 là Trần Thị Tuyết Đường vẫn không hề kém cỏi và vẫn đang quyết tâm đều bám với đối thủ của mình ở phía trên. Như vậy là các vận động viên đã đi qua khoảng gần 3 km đầu tiên của đèo Mimosa. Chúng ta thấy thì ngọn đèo Mimosa mặt đường cũng không được tốt, đang rất khó chịu. Và chúng ta đang thấy thì các vận động viên đã xuống dĩ nhỏ để leo đèo, đặc biệt là Trần Thị Tuyết Đường và cũng như là Hyesin xuống dĩ nhỏ 39 và đang duy trì tầng lift là 21. Tuy nhiên ngược lại thì đối với vận động viên Chanibon đang sử dụng tầng dĩa lớn, chúng ta nói là vòng quay của vận động viên này rất nặng. Và như vậy là Chanibon đã xuống dĩa nhỏ rồi, sau khi đã nhìn quan sát thấy ở phía trước là một ngọn dốc phải nói là rất dài và đứng. Chính vì thế mà đội viên này đã sử dụng tầng dĩa là 39 và lift là 17. Còn đối với Trần Thị Tuyết Đường cũng đã duy trì với những nguồn quay rất nhiều. Như vậy là cho thấy đến thời điểm này vẫn chưa có vận động viên nào đã tạo ra khoảng cách và tấp đồng để bắt kịp với ba vận động viên ở tấp đầu. Như vậy là trọng tài đã thông báo là 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây giữa ba vận động viên này so với cả đoàn đông phía sau. Trong đoàn đông phía sau gồm có như là áo vàng, áo đỏ, áo trắng, như là áo xanh. Vẫn là vận động viên Chanibon là người đang kéo miệt mài ở phía trên. Và cho thấy là vận động viên Trần Thị Tuyết Đường có vẻ như đã giãn ra rồi. Và sau đó là vận động viên Hyesin là người đã bám đuôi kịp. Vận động viên Trần Thị Tuyết Đường phải nỗ lực hơn nữa. Như vậy là với sự quyết tâm của mình là Trần Thị Tuyết Đường đã nhập lại với nhóm đầu rồi. Và ở sau thì chúng ta đã thấy thì vận động viên của tập đoàn Lộc Trời An Giang, Nguyễn Thị Tu Mai đang làm việc ở phía sau. Như vậy là có vẻ như vận động viên Trần Thị Tuyết Đường đã không còn những vòng quay mạnh mẽ nữa rồi và đã rớt lại phía sau. Cố lên Đường ơi, đây là thời khắc quyết định. Có vẻ như Trần Thị Tuyết Đường cũng đã đuối sức và không còn mạnh mẽ như trước đây nữa rồi. Có vẻ như Trần Thị Đường đã nói vô đàm xuống là vận động viên này đã rớt lại rồi. Và tấp đầu chỉ còn hai vận động viên, đó là thí sinh của Đài Loan và cũng như là Chanibon của Thái Lan mà thôi. Có thể nói là đây là thời điểm chín mùi, thời điểm quyết định. Phải như Trần Thị Tuyết Đường đã không chịu áp lực về tốc độ mà Chanibon đã tạo ra. Chúng ta hãy vào ghe và cổ vũ cho Trần Thị Tuyết Đường đi cả nhà ơi. Đây là cô gái đến từ đội tuyển BYC Bình Dương. Và bây giờ chúng ta sẽ lên trên gặp gỡ với hai vận động viên đã vừa tách ra khỏi nhóm đông cùng nhóm đầu với Trần Thị Tuyết Đường, đó là Chanibon và cũng như là Hyesin của Đài Loan. Vẫn là hình ảnh của vận động viên số đèo 13 là Chanibon của đội tuyển Thái Lan đang đi với tốc độ duy trì là khoảng 15-16 km/h. Và chúng tôi đang rất nóng lòng chờ đợi những hình ảnh và cũng như những pha bứt phá đi ở trong tấp sau. Như vậy là với hình ảnh này chúng ta đã thấy thì từ Lai Cam đã
cho chúng ta thấy thì top đông ở phía sau đã phân hóa ra rất nhiều top. Như vậy là cả đoàn đông phía sau họ vẫn đang duy trì với tốc độ. Như vậy là huấn luyện viên quân khu 7 cũng đã lo kéo phía sau. Và rất nóng lòng chờ xem là Nguyễn Thị Thu Mai và cũng như là Đinh Thị Như Quỳnh, Bùi Thị Quỳnh, Sô Cô, Nguyễn Thị Thi sẽ bùng sức và cũng như tăng tốc độ với nhóm sau. Chúng ta đang thấy vẫn đang là một tốp đông ở phía sau. Có vẻ như vận động viên Sam Rách vẫn đang tuân thủ chiến thuật và đeo bám ở phía sau. Còn ở phía trên thì để cho đồng đội của mình, đó là vận động viên Chadibon đang đi ở phía trên và khoảng cách là 1 phút 30 giây. Và đây là chiến thuật mà đội tuyển Thái Lan đang muốn hoán đổi áo vàng. Vận động viên đang kèm kẹp áo vàng, Savet đang kèm kẹp với ứng viên của mình ở phía sau, như là họ đang giữ người rất tốt, như là giữ vận động viên Đinh Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Mai, Bùi Thị Quỳnh, Sông Cô, Nguyễn Thị Thi đều đang nằm ở phía sau. Như vậy là ở trong top sau chúng ta đã thấy từ góc máy live cam thì các vận động viên ở trong nhóm sau như là BYC Bình Dương và cũng như là tập đoàn Lộc Trời An Giang đang miệt mài lo kéo nhóm sau. Còn đối với ở nhóm trên thì chúng ta vẫn đang thấy là vận động viên Chadibon của đội tuyển Thái Lan vẫn đang quay với nguồn chân rất đều và duy trì với tốc độ là 16-17 km/h. Còn ở nhóm xa, còn người đeo bám phía sau là Hy Sinh của đội tuyển Đài Loan. Xin nhắc lại tổng sắp sau 3 chặng thì vận động viên số đeo 31 là Hy Sinh của đội tuyển Đài Loan đang thua với áo vàng Sam Rách là hơn 10 phút. Còn đối với vận động viên số đeo 13 lo kéo ở trên là Chadibon của đội tuyển Thái Lan đang thua với đồng đội của mình là áo vàng Sam Rách là 16 giây mà thôi. Chính vì thế dẫn chứng là chúng ta đã thấy là cuộc hoán đổi áo vàng, một chiến thuật rất hay của đội tuyển Thái Lan. Các hai vận động viên ở trong nhóm đầu đang lên ở ngọn dốc là 7%. Và có độ cao là 500m so với mặt nước biển. Như vậy là chúng ta đã thấy một vận động viên của đội BYC, đó là vận động viên Trần Thị Tuyết Nương. Trần Thị Tuyết Nương vẫn đang là người xếp thứ nhì của nhóm phía sau và chưa có vận động viên nào đã bắt kịp với vận động viên Trần Thị Tuyết Nương. Vẫn là vận động viên Chadibon đang kéo miệt mài rất tốt và vận động viên Hy Sinh là người vẫn đang đeo ở phía sau. Vận động viên xin của đội Đài Loan ngày nay cũng sẽ rất quyết tâm cải thiện thành tích cá nhân của mình. Vì có thể nói là thành tích của cô đến thời điểm này không được tốt cho lắm khi mà khoảng cách của cô đang thua với áo vàng và cũng như các đối thủ hơn 10 phút. Và đây là hình ảnh ở phía sau, chúng ta đã thấy là Sô Cô áo đỏ cũng đã hiện ra. Như vậy là Sô Cô đã lôi kéo cũng như là người đeo bám phía sau, đó là áo vàng Samrat Ferrin.
Như vậy là Soko đã lên tiếng rồi. Còn ở trong nhóm đầu thì chúng ta đã thấy là vận động viên Chanebon vẫn đang kéo miệt mài. Và tốc độ mà vận động viên này đang luôn được tạo ra lên ở độ cao là 7%. Độ dốc có độ cao là 7%. Chính vì thế tốc độ đang duy trì là tầm khoảng 15-16 km giờ mà thôi. Còn ở nhóm sau thì chúng ta đã thấy tình huống đã được diễn ra gây cấn hấp dẫn khi mà Soko đã có động thái tấn công và đã lên tiếng rồi. Sau khi Soko đã được dưỡng sức từ những cái vết đầu tiên cho đến thời điểm này, và đây là thời điểm mà Soko phải nỗ lực tấn công. Còn đây là hình ảnh ở trong nhóm sau. Như vậy là sau khi với áp lực mà các vận động viên đã vừa tạo ra là các vận động viên này đã rất là phía sau. Chúng ta rất nóng lòng chờ đến với hình ảnh top gần nhất như là áo vàng cũng như là áo đỏ. Còn đây là hình ảnh ở trong nhóm đầu tiên, vẫn là hai cái tên đó là vị số đẹp 13 là Chanebon của Thái Lan và vận động viên Hisin của Đài Loan. Như vậy là chúng ta đang thấy là vận động viên Chanebon lên ở ngọn dốc đã bỏ yên xe, tạo nên tốc độ cao. Xin nhắc lại, ở ngọn đèo Mimosa này thì người về nhất sẽ được 20 điểm, người về nhì sẽ được 16 điểm và người về thứ ba 12 điểm, người về thứ tư sẽ được 10 điểm, lần lượt là thứ năm là 8 điểm. Và chúng ta đang thấy thì ekip của đội tuyển Thái Lan đang có rất lợi thế khi cài được vận động viên Chanebon nằm ở trong nhóm đi đầu. Đây có thể nói là một điều rất lợi thế khi mà Chanebon đi ở top đầu như này sẽ phá được các điểm đèo. Và đồng thời Chanebon nếu như về nhất ở trận thi đấu này thì nhiều khả năng cô sẽ hoán đổi áo vàng từ đồng đội của mình. Còn đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy vận động viên Soko đang quay nguồn chân rất đều qua tròn. Và người đeo bám bên sau đó là vận động viên Samgat Ferin là người đang đeo bám bên sau. Như ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy thì vận động viên Samgat là người chủ động làm việc và người đeo ở sau đó là Soko. Nhưng ngày hôm nay thì tình huống lại đổi lại, Soko là người đang làm việc tích cực, còn Samrat là người rất thoải mái để bám ở phía sau mà thôi. Đó là điều kiện mà vận động viên Samrat đang tạo ra thuận lợi cho đồng đội của mình ở phía trên. Như vậy là còn 2 km nữa thôi, 2 km nữa là Chanebon và cũng như là Hisin sẽ là người lên đỉnh đèo đầu tiên. Chúng ta đang thấy thì vận động viên Soko đã bắt kịp với vận động viên Trần Thị Tuyết Lương. Còn đây là hình ảnh chúng ta đang được thấy trở lại là vận động viên
Chanibon của đội tuyển Thái Lan vẫn đang duy trì tốc độ rất tốt, vẫn đang duy trì với khoảng cách trên 1 phút. Nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng đã thấy là đáng khen ngợi cho vận động viên Hisin của đội Loan ngày hôm nay vẫn đang đeo bám ở trong nhóm đầu, và đặc biệt là đến thời điểm này đội này vẫn đang đeo bám rất tốt với đội Chanibon. Như vậy là còn khoảng hơn 1 km nữa thôi là Chanibon sẽ là người lên đỉnh đèo đầu tiên để dành cho mình là 20 điểm đều. Đây có thể nói là một điều kiện quá thuận lợi khi mà đi được ở tốc đầu như thế này, vận động viên Chanibon sẽ phá được điểm đều cho đồng đội của mình, đó là Samrat Ferin, và đồng thời vận động viên Chanibon cũng đang tiến đến khoáng đoạt chiếc áo vàng mà nằm trong chiến thuật mà ban huấn luyện của đội tuyển Thái Lan đã đưa ra. Còn 1 km nữa mà thôi, 1 km nữa là vận động viên Chanibon và cũng như là Hisin sẽ lên đỉnh đèo Mimosa. Rồi mọi người ơi, hãy vào xem mọi người ơi, chia sẻ. Xin chào Vũ Lân nha. Xin chào Sinh Hương. Xin chào bà xã Lê Huỳnh Như. Như vậy là chúng ta đang thấy thì vận động viên Chanibon và cũng như là Hisin đang lên ở ngọn dốc tiếp theo. Đây là ngọn dốc cuối cùng trước khi đến đỉnh đèo. Như vậy là các viên, hai viên này sẽ còn cách đích 3 km nữa mà thôi, đồng nghĩa với việc là bao vận động viên này đã lọt vào tam giác đỏ. Chúng ta đang thấy thì phong độ và cũng như là thế lực của vận động viên Chanibon vẫn đang duy trì rất tốt. Vận động viên này vẫn đang duy trì với tốc độ 16-17 km/h. Và bây giờ chuẩn bị lên ở đầu đường bằng thì chắc chắn là tốc độ sẽ được đẩy lên cao. Có thể nói là chiến thắng đang chuẩn bị tiến gần đến vận động viên Chanibon rồi. Và cũng như vận động viên số đeo 31 Hisin của đội Đài Loan. Như vậy là chúng ta đang thấy thì hai cô gái đang đi ở tốc đầu, còn khoảng 400m nữa thôi, 400m nữa là sẽ về đích, 400m nữa là sẽ đến đỉnh đèo Mimosa. Và sau khi lên đỉnh đèo Mimosa thì sẽ cái đích 2,5 km nữa mà thôi. Như vậy là Caro ngay tại đỉnh đèo Mimosa đã chào đón hai cô gái đầu tiên, cán đích đầu tiên lên đỉnh đèo Mimosa, đó là Chanibon và cũng như là Hisin. Đấy là chúng ta đang thấy được đội Chanibon và Hisin, hai vận động viên là người lên đỉnh đèo của Mimosa đầu tiên. Một lần nữa xin chúc mừng cho vận động viên Chanibon và Hisin, hai vận động viên đã về nhất nhì ở đỉnh đèo Mimosa. Và đây là thời điểm 2,5 km nữa mà thôi, 2,5 km nữa là hai vận động viên này sẽ về đích ngay tại cung đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt. Một đoạn đường đổ về. Chính vì thế chúng ta đang thấy là vận động viên Hisin của đội Đài Loan đã tạo nên tốc độ cao. Ngày hôm nay vận động viên Hisin của đội tuyển Đài Loan đã thi đấu rất hay. Như vậy là còn 2 km nữa mà thôi, 2 km nữa, có thể nói là chiến thắng đang đến gần với hai vận động viên này rồi.
Đặc biệt là chúng ta đang thấy là vận động viên Sanibon của đội tuyển Thái Lan đang chuẩn bị lấy chiếc áo vàng từ đồng đội của mình. Một cuộc hoán đổi quá hay. Như vậy là sau khi Sanibon kéo xong đã nhường lại máy kéo cho vận động viên Hy Sinh. Và chúng ta hãy chờ xem là về đích như thế này thì vận động viên Sanibon và cũng như là Hy Sinh, hai vận động viên này ai sẽ được giúp thắng ngay tại cung đường Hồ Tùng Mậu của thành phố Đà Lạt. Vẫn là với những nguồn quay rất đều và tốc độ của hai vận động viên Sanibon và cũng như là Hy Sinh. Số đeo 13 Sanibon ngày hôm nay đã thi đấu quá hay và xuất sắc. Bên cạnh đó cũng đã cho thấy sự nỗ lực của vận động viên số đeo 31 là Hy Sinh của đội tuyển Đài Loan. Như vậy là còn khoảng 1,5 km nữa thôi, một đường đổ đi về. Như vậy đây là một đoạn đường đổ về mà thôi, 1 km cuối cùng. Đây là 1 km cuối cùng mà thôi. Như vậy là km cuối cùng, chiến thắng có thể nói là đang đến rất gần, rất gần với vận động viên Sanibon và cũng như là chiếc áo tổng sắp sau 4 chặng. Vẫn là hình ảnh của vận động viên Sanibon và Hy Sinh. Như vậy là Hy Sinh là người đã kéo lên rất nhanh. Chúng ta hãy chờ xem là ai sẽ đuổi về nhất đây. Vẫn là Hy Sinh và Sanibon. Sanibon và Hy Sinh đang chạy song song với nhau. Chúng ta sẽ thấy là ai sẽ đuổi cung thắng ngay tại đỉnh leo đây. Hai người đang cung song song với nhau, Sanibon và Hy Sinh. Sanibon và Hy Sinh. Như vậy là Sanibon là người đã vượt qua mặt Hy Sinh rồi. Sanibon là người đã về đích đầu tiên. Như vậy là Sanibon đã là người về đích đầu tiên, đồng nghĩa với việc chắc chắn là cô đã là người sẽ cháo vàng từ đồng đội của mình. Như vậy là một lần nữa xin chúc mừng cho riêng Sanibon đã là người sẽ cháo vàng từ đồng đội của mình. Và đây là hình ảnh của vận động viên về tiếp theo, đó là Soko và cũng như là Samrat. Như vậy là Samrat là người đã rút thắng Soko. Như vậy là Samrat là người về ở vị trí thứ 3 và Soko là người về ở vị trí thứ 4. Như vậy là một lần nữa xin chúc mừng cho đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay đã thi đấu quá hay và thành công. Cuộc hoán đổi áo vàng. Và chúng tôi đã thấy thì ngoài việc áo vàng thì bên cạnh đó thì về đồng đội thì đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay cũng đã cải thiện lại về thành tích đồng đội của mình. Như vậy là chúng ta đã thấy thì từ xa một tấm đồng đang về, một tấm đồng đang về. Như vậy là những màn so tài kích tính nước rút, đó là vận động viên Bùi Thị Quỳnh và vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai. Như vậy là Nguyễn Thị Thu Mai cũng đã nào lọt vào top 10 có điểm áo xanh. Và chúng tôi sẽ chờ xem phần kết quả từ phía trọng tài là vận động viên Nguyễn Thị Thu Mai đã về hạng thứ mấy và sẽ được số điểm áo xanh là bao nhiêu khi mà khoảng cách của vận động viên áo xanh Yotatic và Nguyễn Thị Thu Mai chỉ là 4 điểm mà thôi. Một lần nữa xin chúc mừng cho đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay, họ đã tường thuật chiến thuật và có cuộc hoán đổi áo vàng rất hay. Và đồng thời ngày hôm nay họ cũng đã cải thiện về thành tích đồng đội của mình. Như vậy là kết quả tổng sắp sau 4 trận thì chiếc áo vàng đã thuộc về tay đua Sanibon của đội tuyển Thái Lan. Một câu nói mà chúng tôi hay thường nói còn gọi là lọt sàn xuống nia.
Có thể nói là đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay đã phối hợp rất hay và xuất sắc. Và đây là hình ảnh mà chúng ta đang thấy được Chanebon và cũng như là Samrat Ferin đang ngồi với nhau. Một lần nữa thì xin chúc mừng cho đội tuyển Thái Lan ngày hôm nay đã thi đấu quá xuất sắc. Như vậy là vận động viên Chanebon là người lên mặc áo vàng và người xuống ở vị trí thứ nhì đó là Samrat Ferin. Và như vậy là còn vài vận động viên nữa là sẽ về đích. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là kết thúc trận thi đấu ngày hôm nay. Thì ngày mai đoàn đua của chúng ta sẽ tiếp tục trận thi đấu thứ 5, đua vòng quanh Hồ Xuân Hương. Và đây là hình ảnh của các vận động viên đã hoàn tất trận thi đấu thứ 4 này. Quay trở lại với hình ảnh của hai vận động viên Thái Lan, đó là Samrat Ferin và Chanebon. Hai vận động viên này đã hoán đổi với nhau chiếc áo vàng. Một lần nữa các quý vị xin được thông tin ở trận thi đấu ngày mai thì cuộc đua của chúng ta sẽ được diễn ra trận thi đấu thứ 5, đua vòng quanh Hồ Xuân Hương với tổng chiều dài là 50 km, đua 10 vòng. Và chúng ta sẽ đến với hình ảnh của top về tiếp theo. Một top về tiếp theo nữa. Trong top này gồm có các thủ như là Thành phố Hồ Chí Minh, Guayama, Malaysia, quân khu 7. Như vậy là tiếp theo là hai vận động viên cán đích tiếp theo nữa. Và giờ đó là thành phần của đội Kazakhstan. Đúng là như vậy, Kazakhstan và cũng như là Singapore. Còn đây là một tấp đông đang về. Tiếp tục là một tấp đông đang về. Ở trong tấp này thì chúng tôi đã thấy những màu áo như là Malaysia, Gạch Phong Bóng Con Qua Bình Dương, Thanh Hóa. Và tiếp tục là vậy và mình nói làm sao. Như vậy là Yutatis cũng đã vừa cán đích. Yutatis ngày hôm nay cũng đã nỗ lực hết sức mình để hoàn thành cự ly của mình. Nhưng mà chúng tôi sẽ chờ xem phần kết quả chính xác từ phía trọng tài khi mà Nguyễn Thị Thu Mai đã lọt vào top 10 và không biết là đứng hạng thứ mấy để có số điểm trong tay của mình. Và không biết là Nguyễn Thu Mai có được dành trọn cho mình với số điểm cao hay không khi mà khoảng cách của Nguyễn Thị Thu Mai với vận động viên Yutatis chỉ là 4 điểm mà thôi. Hãy chờ xem phần kết quả chính xác từ phía trong tay. Và chúng tôi đang trở lại với hình ảnh của vận động viên Chanebon của đội tuyển Thái Lan. Đây là vận động viên đã tổng sắp sau 4 trận giành chiếc áo vàng. Và chúng ta đang thấy thì niềm vui của vận động viên Chanebon và cũng như là Samrat đang vui vẻ như nào cùng với đồng đội của mình là Yutatis. Họ đã tương thủ với chiến thuật và với cuộc lật đội cũng như là hoán đổi chiếc áo vàng rất hay. Kính thưa quý vị, như vậy là đến đây thời lượng live stream phát sóng trực tiếp của chúng tôi đến đây đã hết. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Và xin chào hẹn gặp lại quý vị và khán giả vào ngày mai sẽ được truyền hình trực tiếp ở trận đấu thứ 5, đua vòng quanh Hồ Xuân Hương với tổng chiều dài là 50 km vào lúc 8 giờ. Xin mời quý vị đón xem. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã đón xem và cũng như là chia sẻ live stream cho thật nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.